Ta có nhất kiếm chương 1156, dạ Nam Phong. Nếu không phải như vậy, ở dưới tình huống tuế nguyệt nghịch hành giả bọn hắn không có nhằm vào chúng ta, chúng ta nếu như xuất binh tương trợ, trong nước sẽ có thật nhiều người phản đối, thậm chí gây rối. Nhưng nếu như thông gia, đồng thời, ngươi còn có thể mang đến lợi ích cho chúng ta, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Diệp Quang yên lặng không nói. Dạ quân nhìn Diệp Quang. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Dĩ nhiên, thời gian không nhiều hãy đưa ra quyết định càng sớm càng tốt diệp quang nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút chủ nhân đại đạo bút nói ngươi tự quyết định đi diệp quang suy nghĩ một chút sau đó hỏi ta với ai dạ quân nói con gái của ta diệp quang hỏi có thể gặp người trước không dạ quân sau khi nhìn diệp quang một lúc lâu nói có thể thanh âm rơi xuống Y đột nhiên quay đầu lại nói Mời Nam Phong cung chủ Trong điện Một vị cường giả bí ẩn cung kính thi lễ Sau đó lặng yên lui xuống Không bao lâu Một nữ tử đi đến từ ngoài điện Diệp quan quay người nhìn về phía nữ tử Nữ tử tuổi tác chỉ có 20 tuổi Rất trẻ trung Nhưng bởi vì mặc một bộ váy dài màu đen Nên trông hơi chững chạc Nàng bước đi nhẹ nhàng Tràn đầy phong thái Là một vị nữ tử tuyệt sắc Chỉ là trong nàng hơi lạnh lùng tạo cho người ta cảm giác xa cách vô hình. Dạ Nam Phong Sau khi nữ tử đi tới, hơi hơi thi lễ đối với dạ quân, chính là đứng ở tại chỗ, không nói thêm gì nữa. Nàng không có nhìn Diệp Quang. Dạ quân liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói Các ngươi tâm sự đi. Nói xong, y đứng dậy rời đi. Chủ nhân đại đạo bút đi đến bên cạnh Diệp Quang, sau đó nói Ta biết ngươi không thích loại cảm giác này, thế nhưng diệp quang đột nhiên nói ngươi nhanh lên chúng ta muốn nói chuyện riêng biểu lộ của chủ nhân đại đạo bút cứng đờ y nhìn thoáng qua diệp quang nhìn thấy diệp quang nhìn dạ nam phong bên cạnh lông mày lập tức nhíu lại chính mình có phải đã suy nghĩ nhiều rồi không cái tên này thế nhưng là rất hoa tâm xinh đẹp liền thông gia không xinh đẹp coi như đánh chết cũng không chịu thể hiện tiết tháo về mặt đạo đức chủ nhân đại đạo bút lắc đầu mắng một câu gia súc sau đó liền quay người rời đi sau khi chủ nhân đại đạo bút cùng với dạ quân đi trong điện liền còn lại diệp quang cùng với dạ nam phong hai người đều không nói gì bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc diệp quang liếc mắt đánh giá dạ nam phong không thể không nói đúng là một vị nữ tử tuyệt sắc không có suy nghĩ nhiều hắn chậm rãi đi đến trước mặt dạ nam phong dạ nam phong khẽ cúi đầu vẫn không có nhìn hắn diệp quang suy nghĩ một chút sau đó nói Nam Phong cô nương, nhìn ra được, ngươi hết sức kháng cự cuộc thông gia này, nếu như ngươi không thể cự tuyệt, ta sẽ đi nói với dạ quân tiền bối một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dạ Nam Phong đột nhiên nói. Không cần nói. Dịp quan nhìn về phía dạ Nam Phong, dạ Nam Phong mặt không biểu tình. Bọn hắn biết ngươi có ba loại huyết mạch, hơn nữa, mỗi một loại huyết mạch đều mạnh hơn so với vương đạo huyết mạch của dạ gia bọn hắn là sẽ không bỏ qua dạng cơ hội đề thăng huyết mạch này. Diệp Quang nói, ý của ta là, nếu như ngươi không nguyện ý thông gia, vậy liền đổi thành người khác. Dạ Nam Phong nhìn về phía Diệp Quang, dường như có chút ngoài ý muốn. Diệp Quang cười nói, kỳ thật, ta cũng hết sức kháng cự thông gia, bởi vì hai người không quen biết liền muốn ở cùng một chỗ, không chỉ ngươi, chính ta cũng cảm thấy hết sức khó chịu. Thế nhưng, như lời ngươi nói, vĩnh dạ đế quốc mong muốn ta trợ giúp các ngươi đề thăng huyết mạch nếu như ta không đáp ứng các ngươi chắc chắn sẽ không liên minh với chúng ta thậm chí chuyển sang trận doanh tuế nguyệt nghịch hành giả dạ nam phong đột nhiên nói ta nghe nói diệp công tử là kiếm tu diệp quang gật đầu dạ nam phong nhìn thẳng diệp quang có chút châm chọc nói thông gia như thế đối với diệp công tử mà nói nên tính là sự tình vi phạm bản tâm Diệp công tử không sợ kiếm đạo chi tâm bị hao tổn sao? Diệp Quang nhìn chằm chằm Dạ Nam Phong, nghe ra được Nam Phong công chúa đối với lần thông gia này cũng không phải là kháng cự đơn giản như vậy, hẳn là phản cảm nghiêm trọng. Xem ra Nam Phong công chúa không có cách nào kháng cự cha mình, cho nên vào lúc đối mặt với ta mới có thể bén nhọn như thế. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Dạ Nam Phong cao mày, ngươi làm gì thế? diệp quang nói đổi người sắc mặt của dạ nam phong biến hóa vội vàng nói chờ một chút diệp quang cũng không có dừng bước lại dạ nam phong lập tức có chút gấp vội vàng nói diệp công tử ta đã đáp ứng cha ta lần thông gia này diệp quang quay đầu nhìn thoáng qua dạ nam phong ta không đáp ứng dạ nam phong sửng sốt diệp quang đi ra bên ngoài thấy thế dạ nam phong vội vàng đi đến trước mặt diệp quang nàng hít vào một hơi thật sâu sau đó nói diệp công tử ta xin lỗi ngươi vì thái độ vừa rồi diệp quang nhìn dạ nam phong ta vẫn tương đối tán thưởng loại dáng vẻ kiệt ngạo bất tuần của ngươi vừa rồi kia nói xong hắn đi ra bên ngoài dạ nam phong nắm chặt hai quả đấm có chút cả giận nói ngươi còn muốn như thế nào diệp quang dừng bước lại hắn quay người nhìn về phía dạ nam phong cười khẽ ngươi cho rằng ta muốn thông gia với ngươi dạ nam phong nhìn chầm chầm diệp quang vĩnh dạ gia tộc là gia tộc mạnh nhất vĩnh dạ đế quốc trước mắt thông gia cùng với chúng ta đối với gia tộc của ngươi diệp quang cao mày ngươi có phải hay không cho rằng ta thông gia với ngươi là đang trèo lên cành cây cao vĩnh dạ gia tộc các ngươi dạ nam phong nhìn diệp quang chẳng lẽ không phải sao diệp quang lắc đầu phổ tính nữ đây là một từ hắn học được ở trên địa cầu mô tả những nữ nhân thiếu hiểu biết tự tin thái quá đánh giá người khác một cách tùy tiện nghe được diệp quang dạ nam phong lập tức lộ vẻ mặt giận dữ nàng mặc dù nghe không hiểu cái từ này nhưng xét từ thái độ của diệp quang đây nhất định không phải là từ gì tốt diệp quang phớt lờ vẻ giận dữ trên mặt của dạ nam phong hắn nhìn dạ nam phong ánh mắt bình tĩnh cá nhân ta không phải rất muốn khoe khoang gia tộc của ta thế nhưng Tha thứ cho ta nói thẳng, nam phong cô nương, nếu bàn về thế lực gia tộc, chớ nói ở chư thiên vạn giới vũ trụ này, coi như là phóng nhãn thực lực toàn bộ tuế miệt trường hà 100 tỷ năm, gia tộc nào so được với Dương gia chúng ta. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Ở tại chỗ, vẻ mặt của Dạ Nam Phong vô cùng khó coi, thấy Diệp Quan sắp đi ra ngoài, sắc mặt nàng lập tức kịch biến, vội vàng đuổi theo, bởi vì lần này cha nàng đã nói chuyện với nàng, chỉ cần thông gia như vậy nàng liền nhất định là hoàng đế đời tiếp theo trăm phần trăm không chỉ như thế nàng thậm chí còn có thể cưỡng ép đề thăng vương đạo huyết mạch của dạ gia có thể nói chỉ cần thông gia nàng liền có thể cải biến vận mệnh của mình khi đó nàng liền rốt cuộc không phải một quân cờ của gia tộc mà là người đánh cờ trọng yếu nhất chính là nàng có sự ủng hộ mạnh mẽ của nhà chồng mà nàng vừa rồi sở dĩ nói lời lạnh nhạt đúng là bởi vì có chút bất mãn đối với loại thông gia này phát tác tính tình một thoáng, chẳng qua là nàng không nghĩ tới, nam nhân trước mắt này cư nhiên cao ngạo như thế, căn bản không ăn điệu bộ này. Dạ Nam Phong bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quang, nhưng lại trực tiếp bị một cổ kiếm ý cường đại khóa ở tại chỗ, không thể động đậy. Vẻ mặt của dạ Nam Phong kịch biến trong nháy mắt, nhưng thoáng qua, cổ kiếm ý kia biến mất không thấy gì nữa, chẳng qua lúc này, Diệp Quang đã xuất hiện ở ngoài điện. Vào lúc thấy Diệp Quang đi tới, trong lòng dạ quân khe khẽ thở dài chủ nhân đại đạo bút ở một bên nhìn thoáng qua dạ nam phong chạy ra từ trong điện không nói gì diệp quang cười nói tiền bối đổi người khác dạ quân nhìn diệp quang chắc chắn chứ diệp quang gật đầu dạ quân nhìn thoáng qua dạ nam phong sau đó nói nàng là người xinh đẹp nhất ở trong mấy đứa con gái của ta cũng là người có thiên phú cao nhất hơn nữa vương đạo huyết mạch cũng là mạnh nhất diệp quang nói thẳng đổi người dạ quân sau khi yên lặng một lúc lâu nói có thể nghe vậy vẻ mặt của dạ nam phong trở nên tái nhật trong nháy mắt phụ vương dạ quân phất phất tay ngươi đi xuống đi nhìn bộ dáng của hai người y liền biết bên trong xảy ra chuyện gì y nhìn dạ nam phong trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng trước khi diệp quang đến y liền đã nói rất nhiều sự tình với nàng nhưng mà y không nghĩ tới nàng vẫn là tự mình tìm đường chết. Chớ nói nàng, coi như là hoàng đế vĩnh giả đế quốc y này, ở trước mặt Diệp quan thế nhưng là cũng không có chút vốn liếng cao ngạo nào, khỏi cần phải nói, coi như là vị chủ nhân đại đạo bút trước mắt này cũng không phải là cường giả vĩnh giả đế quốc có thể địch, chớ nói chi là sau lưng vị Diệp quan này còn có một vị chân thần. Hơn nữa, nghe ý tứ của chủ nhân đại đạo bút, thân phận của vị Diệp công tử này xa xa không chỉ đơn giản như vậy một khi dạ nam phong thành thân cùng với hắn như vậy nàng liền sẽ có được ngoại viện mạnh nhất địa vị của nàng tại vĩnh dạ đế quốc sẽ không gì phá nổi không có bất kỳ người nào có thể rung chuyển hơn nữa một khi huyết mạch của nàng đạt được đề thăng thực lực của nàng cũng sẽ đi đến một độ cao trước đó chưa từng có mà y không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến loại trình độ này dạ nam phong còn muốn nói điều gì dạ quân lại là khoác tay áo đi xuống sắc mặt của dạ nam phong như tro tàn nàng biết đế vị vĩnh dạ đế quốc này đã không có phần của nàng trong nháy mắt từ đám mây ngã xuống mặt đất dạ quân phớt lờ dạ nam phong sau đó nói để nam tình tới nam tình dạ nam phong nhìn thoáng qua dạ quân trong lòng kinh hải kinh hải không phải là cha nàng để muội muội nàng đến kinh hải là vị diệp công tử này nói đổi người cha nàng vậy mà không chút do dự liền đổi người hơn nữa không có chút tức giận nào. Vào giờ khắc này, nàng chợt hiểu ra điều gì đó. Rất nhanh, một nữ tử đi tới từ nơi xa, nữ tử mặc một chiếc váy màu đen nhạt, dung nhan có tám chín phần tương tự cùng với dạ Nam Phong, chẳng qua, khí chất của hai người lại hoàn toàn khác biệt, cảm giác dạ Nam Phong tạo ra cho người ta là loại người sống chớ gần kia, mà cảm giác dạ Nam Tình tạo ra cho người ta thì là nhu nhu nhược nhược, hơn nữa. Cảnh giới của nàng thật sự là có chút thấp, chỉ mới tuế nguyệt tiên cảnh, không chỉ như thế còn có chút phù phiếm hiển nhiên là dựa vào ngoại vật tăng lên ở phương diện cảnh giới so sánh với dạ nam phong thực sự kém hơn rất rất nhiều dạ nam phong là một vị cường giả đại đế cảnh sau khi dạ nam tình đi tới nàng cung kính thi lễ một cái đối với dạ quân phụ hoàng dạ quân khẽ gật đầu ngươi tâm sự cùng với diệp công tử đi dạ nam tình hơi ngẩn ra sau đó nhìn về phía diệp quang nàng hơi hơi thi lễ diệp công tử diệp quang cười nói nam tình cô nương chúng ta tiến vào điện nói chuyện nói xong hắn quay người đi vào trong đại điện dạ nam tình do dự một chút sau đó đi theo trong điện diệp quang nhìn dạ nam tình ngươi biết ý tứ cha ngươi gọi ngươi tới không dạ nam tình khẽ gật đầu diệp quang nói ngươi cảm thấy thế nào Dạ Nam Tình miễn cười nói: "Diệp công tử hẳn là nên lựa chọn tỷ tỷ, thiên phú của nàng rất tốt, hơn nữa, hết sức có năng lực, phụ hoàng cũng một mực bồi dưỡng nàng như người thừa kế." Diệp Quang nói: "Nếu như ta chọn ngươi thì sao?" Dạ Nam Tình sau khi yên lặng một hồi, nói: "Diệp công tử, tha thứ cho ta nói thẳng, ta cũng không thích loại phương thức thông gia này, nhưng ta biết, ta căn bản là không có cách cự tuyệt." coi như hôm nay không thông gia cùng với Diệp công tử, về sau phụ hoàng cũng có thể gả ta cho người khác để trao đổi lợi ích." Diệp Quang nói. "Ngươi vẫn chưa có trả lời vấn đề của ta." Dạ Nam tình nhìn thoáng qua Diệp Quang. "Ta nếu như thành thân cùng với Diệp công tử, sẽ làm tốt bổn phận của một người vợ." Ý tứ này rất rõ ràng, chúng ta có thể thành thân, nhưng nàng cũng không thích Diệp Quang, chẳng qua nàng sẽ làm tốt bổn phận của một người vợ. Diệp Quang khẽ gật đầu. Nam tình cô nương, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Dạng này thì như thế nào, ngươi và ta ngoài mặt tiến hành thông gia, mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng không cần sinh hoạt vợ chồng, mà ta vẫn như cũ tiến hành trợ giúp ngươi đề thăng dạ gia huyết mạch của ngươi, đồng thời trợ giúp ngươi trở thành đế vương vĩnh dạ đế quốc, và... Sau khi tất cả kết thúc, chúng ta đến lúc đó lại tách ra, đồng thời, ta có thể nói rõ hết thảy cho thế gian, khi đó, ngươi sẽ hoàn toàn được tự do dạ nam tình sững sờ ở tại chỗ. Thông gia Kỳ thật Diệp Quang đối với chuyện này, tự nhiên cũng là không thích, dù sao, hai người không quen biết đột nhiên thành thân, muốn sinh hoạt như vợ chồng, hắn không thích dạng này. Thế nhưng, hắn cần phía vĩnh dạ đế quốc tương trợ, bởi vậy, hắn suy nghĩ ra một cái biện pháp song toàn như thế. Mọi người đều có được như cầu mình cần. Cái biện pháp song toàn này chính là, giả dạ thành thân, kể từ đó, mọi người ai cũng có quan hệ, lại không cần thật sự kết hôn miễn cưỡng lẫn nhau có thể nói là một công đôi việc sau khi nghe diệp quang nói dạ nam tình rõ ràng có chút ngoài ý muốn nhìn thấy diệp quang không phải là đang nói giả nàng do dự một chút sau đó nói diệp công tử dạng này có thể chứ diệp quang gật đầu cười nói chỉ cần ngươi và ta phối hợp hẳn là không có vấn đề dạ nam tình im lặng không nói diệp quang hỏi làm sao Dạ Nam Tình nhìn về phía Diệp Quang. Diệp Công Tử vì sao không tìm tỷ tỷ của ta? Thực lực của nàng mạnh mẽ, hẳn là càng có thể hợp tác vui sướng với ngươi. Diệp Quang nói. Ta vốn cũng muốn tìm nàng, thế nhưng, tính cách kia của nàng, ta hết sức không thích. Dạ Nam Tình sau khi trầm ngâm một lúc lâu, nói. Ta đáp ứng Diệp Công Tử. Diệp Quang cười nói. Như vậy liền quyết định như vậy, ngươi và ta giả thành thân. Đợi sau khi mọi thứ kết thúc, đến lúc đó, chúng ta liền giải trừ hôn nhân, sống riêng phần mình. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quang, khẽ gật đầu. Ừm. Diệp Quang nói. Chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, hắn mang theo Dạ Nam Tình rời khỏi đại điện. Dạ Quân nhìn Dạ Nam Tình, Dạ Nam Tình khẽ gật đầu, thấy thế, trên mặt Dạ Quân lập tức nổi lên một nụ cười. Thông gia nếu như có thể thông gia cùng với chân vũ trụ và quan huyền vũ trụ đối với dạ gia bọn hắn mà nói tự nhiên là một kiện sự tình cực tốt đặc biệt là đối với nhất mạch này của y chỗ tốt càng là vô tận chi nhánh gia tộc của dạ gia thế nhưng là phi thường nhiều mà trong nội bộ dạ gia cũng sẽ có tranh đấu mà chỉ cần thông gia cùng với diệp quang nhất mạch này của y liền tương đương với có một cái ngoại viện siêu cấp dạ quân liền nói ngay sau ba ngày liền thành thân Diệp Quang cùng với dạ nam tình đều là sửng sốt, rất bất ngờ. Nhìn thấy Diệp Quang ngoài ý muốn, dạ quân giải thích nói. Diệp công tử chớ có ngoài ý muốn, sở dĩ muốn lập tức thành thân, là bởi vì chuẩn bị để nam tình tiến hành tranh cử đế vị. Diệp Quang nghi ngờ nói. Tiền bối chẳng lẽ không muốn tiếp tục tái đắc cử sao? Dạ quân miễn cười. Không cần thiết, thực lực của ta bây giờ đã đạt tới trình độ nhất định, vương đạo khí vận này đối với ta mà nói, tác dụng đã không lớn như trước đây, bởi vậy, hiện tại lui ra, sau đó bế quan tu luyện thật tốt, sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Diệp Quang khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Dạ Nam Tình ở một bên do dự một chút, sau đó nói: "Phụ hoàng, ta..." Dạ Quân cười nói: "Ngươi chớ có lo lắng, bây giờ Dạ Nam Quân cùng với Dạ Thư Nhu đều đã thân bại danh liệt, căn bản không ai có thể cạnh tranh với ngươi, hơn nữa, cho dù có, ta tin tưởng diệp công tử cũng có thể có biện pháp giúp ngươi giải quyết hết tất cả vấn đề dạ nam tình nhìn thoáng qua diệp quang không nói gì diệp quang nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu diệp quang cười khổ ba ngày liền thành thân tiết tấu này thật sự là quá nhanh một chút dạ quân cười nói diệp công tử thời kỳ đặc thù cho nên hết thảy giản lược ngươi yên tâm hôn sự do dạ gia chúng ta xử lý diệp quan khẽ gật đầu từng dạ quân lại nói trong khoảng thời gian này diệp công tử liền ở lại hoàng cung đi bởi vì theo báo cáo của ám vệ có một ít tuế nguyệt nghịch hành giả còn ở vĩnh dạ đế quốc bọn hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy diệp quan gật đầu được dạ quân lại nói các ngươi liền ở cùng nhau diệp quan cùng với dạ nam tình lập tức nhìn về phía dạ quân dạ quân nghiêm mặt nói chớ có suy nghĩ nhiều, ta là sợ những tuế nguyệt nghịch hành giả đó đột nhiên ra tay đối với nam tình. dù sao nếu như nam tình chết, vậy kế hoạch liên thủ của chúng ta liền hoàn toàn ngâm nước nóng. diệp quang nhìn thoáng qua dạ quân, không nói gì. chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, cũng tốt, thuận tiện tăng tiến một chút tình cảm. diệp quang quay đầu nhìn về phía dạ nam tình, dạ nam tình hơi hơi cúi đầu, không nói gì. dạ quân nói, nam tình mang diệp công tử hạ đi nghỉ ngơi đi dạ nam tình khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía diệp quan diệp công tử mời diệp quan gật đầu sau đó cùng với dạ nam tình đi về phía nơi xa nhìn diệp quan cùng với dạ nam tình rời đi dạ quân nói khẽ tiền bối ta thế nhưng đã đánh cược hết thảy chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói ta cũng đều đánh cược hết thảy ngươi sợ cái gì dạ quân cười khổ kỳ thật nếu không phải duyên cớ chủ nhân đại đạo bút y thật sự không dám hợp tác cùng với diệp quang những tuế nguyệt nghịch hành giả xuất hiện hôm qua đó thật quá kinh khủng hơn nữa y biết còn có tồn tại càng kinh khủng hơn nữa dù sao cũng là một đám tồn tại kinh khủng có thể nghịch lưu tuế nguyệt phải biết rằng cho dù là y hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghịch lưu tuế nguyệt nếu như không phải vĩnh dạ thành này có trận pháp cường đại tăng thêm nơi này có vương đạo khí vận gia thân tối hôm qua đám người kia liền có thể trực tiếp giết chết y lần này đối với y cùng với toàn bộ vĩnh dạ đế quốc mà nói đều xem như đánh cược chủ nhân đại đạo bút lại nói nếu như hắn thất bại như vậy tất cả mọi người đều phải chết nếu như hắn thắng cho dù cuối cùng bởi vì duyên cớ vũ trụ kiếp sẽ khiến cho vô số chúng sinh tán đi tu vi thế nhưng làm thân tộc của hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì cho nên ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì lựa chọn của ngươi hôm nay dạ quân khẽ gật đầu hy vọng như thế chủ nhân đại đạo bút cũng không nói gì nữa y quay người rời đi y vẫn phải đi gặp mấy người an bài mọi sự thỏa đáng dạ quân đột nhiên nói người đâu thanh âm rơi xuống một vị người áo đen xuất hiện ở trước mặt y người áo đen quỳ một gối xuống bệ hạ dạ quân lộ ra thần sắc bình tĩnh. Truyền lệnh, kể từ giờ phút này, hoàng cung giới nghiêm, hết thảy cường giả cùng với cung phụng bế quan lập tức xuất quan, chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị khởi trận, còn có, phái hết thảy thám tử đi ra, còn có. Truyền lệnh cho giới chủ 17 giới, để bọn hắn lập tức mang theo cường giả các tộc đến vương thành, người không đến, tự gánh lấy hậu quả. Người áo đen cung kính thi lễ, sau đó lui xuống dạ quân ngẩng đầu nhìn về phía thâm không, trong mắt vẫn như cũ có một vệt lo lắng. Chủ nhân đại đạo bút Năm đó tiên tổ dạ gia cũng là bởi vì chủ nhân đại đạo bút tương trợ, lúc này mới có thể kiến quốc. Đây thế nhưng là tồn tại tiếp cận nhất đạo nhất thiên hạ đương thời, quen thuộc với vận mệnh nhân quả. lăn lộn với đối phương. Y tự nhiên là nguyện ý. Một lát sau, dạ quân quay người rời đi. Dạ nam tình dẫn Diệp Quang đi tới gian phòng của mình, Gian phòng không phải rất lớn, nhưng đặc biệt ấm áp, trong phòng còn phiêu đẳng từng tia mùi đàn hương. Dạ Nam Tình lần đầu tiên dẫn người tiến vào gian phòng, mới đầu có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, sau khi mời Diệp Quang ngồi xuống, nàng vội vàng lấy ấm trà ra rót một chén trà cho Diệp Quang. "Diệp công tử, mời." Diệp Quang nhìn về phía Dạ Nam Tình có chút câu nệ, mỉm cười nói: "Nam Tình cô nương, ngươi cũng ngồi đi." Dạ Nam Tình do dự một chút, sau đó ngồi ở đối diện diệp quang diệp quang nói nam tình cô nương trông ta rất giống người xấu sao dạ nam tình liền vội vàng lắc đầu diệp quang cười nói ta thấy ngươi có vẻ như rất sợ ta dạ nam tình lắc đầu một lần nữa không có chỉ là có chút không quen diệp quang đột nhiên nói ngươi rất không vui sao dạ nam tình nhìn về phía diệp quang diệp quang nói cha ngươi bảo ta và ngươi lập tức thành thân, đồng thời còn bảo ngươi mang ta tới gian phòng của ngươi, những gì y làm, giống như là xem ngươi như một kiện hàng hóa tặng cho ta, hơn nữa, là loại không kịp chờ đợi kia, không để ý cảm thụ của ngươi một chút nào, cũng không hỏi ý kiến của ngươi. Dạ nam tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Diệp quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nam tình cô nương, sao không thay đổi góc độ suy nghĩ khác? Dạ nam tình nhìn về phía Diệp Quang, Hơi nghi hoặc một chút. Thay đổi góc độ. Diệp Quang gật đầu. Đúng vậy, ngươi suy nghĩ một chút xem, đây không phải là một cái cơ hội cải biến vận ngươi của mệnh sao? Ngươi suy nghĩ một chút xem, coi như ngươi lần này không thông gia cùng với ta, nhưng về sau thì sao? Về sau cha ngươi có khả năng cũng sẽ để ngươi đi thông gia cùng với người khác, mà mong muốn không bị coi là quân cờ, cũng chỉ có thể làm người đánh cờ. Dạ Nam tình im lặng không nói. Diệp Quang tiếp tục nói: Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi liền sẽ trở thành nữ đế vĩnh giả dạ đế quốc. Lúc kia, tất cả quyền lợi đều nằm trong tay ngươi. Dĩ nhiên, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, bởi vậy, ngươi phải tăng cường thực lực thật tốt để tránh thành khôi lỗi của người khác. Điểm này ta cũng có thể giúp ngươi. Ta đến lúc đó trợ giúp ngươi tăng lên vương đạo huyết mạch của ngươi, khiến vương đạo huyết mạch của ngươi đi đến một tầng khác. Kể từ đó thực lực của ngươi không chỉ có thể có được tăng lên to lớn, địa vị tại dạ gia cũng sẽ vững như bàn thạch. Nói đến đây, hắn cầm chén trà uống một ngụm, sau đó cười nói. Ngươi xem, nghĩ sự tình như vậy, có phải mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hay không? Dạ nam tình nhìn Diệp Quang, không nói gì. Diệp Quang tiếp tục nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, cũng sẽ không ngấp nghé quyền lợi của ngươi, càng sẽ không khống chế ngươi trở thành quân cờ của ta. Chờ đến lúc tất cả đều kết thúc, ta sẽ phát tuyên bố ly hôn cùng với ngươi, mà ta cũng sẽ rời khỏi nơi này. Dạ Nam Tình sau khi yên lặng một lúc lâu, nói: Diệp công tử, ngươi là người tốt. Diệp Quang cười ha ha một tiếng. Dạ Nam Tình không hiểu. Diệp công tử cười cái gì? Diệp Quang cười nói: Ta từng đi qua một chỗ, cái chỗ kia gọi là hệ Ngân Hà, ở chỗ đó người tốt là có một cái ý nghĩa đặc thù dạ nam tình hơi nghi hoặc một chút ý nghĩa đặc thù diệp quang gật đầu ở chỗ đó nữ tử bình thường nếu như không thích một nam nhân liền sẽ nói với hắn ngươi là một người tốt thế nhưng chúng ta không thích hợp dạ nam tình hơi ngẩn ra khóe miệng lập tức nổi lên một vệt nụ cười nhưng lại rất nhanh khôi phục như thường thấy dạ nam tình cười diệp quang vô thức muốn khen hai câu nhưng nghĩ lại không được tiểu già đã giao hẹn không thể trêu chọc quá nhiều nữ tử ở bên ngoài thế là hắn cười nói nam tình cô nương ta muốn tu luyện một thoáng dạ nam tình gật đầu ừm diệp quang đi sang một bên sau đó trực tiếp tiến vào bên trong tháp nhỏ dạ nam tình nhìn thoáng qua vị trí diệp quang tan biến sau khi yên lặng một lúc lâu đứng dậy rời đi nàng rời khỏi gian phòng của mình vừa ra khỏi phòng vẻ mặt của nàng đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, không còn loại cảm giác khúng đúng trước đó. Sau một lúc lâu, dạ nam tình đi vào bên trong một gian cung điện màu đen, trong đại điện chỉ có một người, chính là dạ quân. Dạ quân nhìn dạ nam tình. Người này như thế nào? Dạ nam tình nói. Không có quá nhiều tâm tư. Dạ quân cao mày. Không có quá nhiều tâm tư. Dạ nam tình gật đầu. Dạ quân nhìn chầm chầm dạ nam tình nếu như ra tay, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng hắn? Dạ nam tình bình tĩnh nói. Mười thành. Dạ quân gắt cao nhìn chầm chằm dạ nam tình. Vận mệnh đại đế ở trước mặt hắn, như sâu kiến. Dạ nam tình vẫn như cũ nói. Mười thành. Dạ quân hơi hơi nhất khóe miệng lên. Nếu như ngươi có thể mượn ba loại huyết mạch của hắn, đánh vỡ gông cùng xiên xích huyết mạch của vị kỳ nữ năm đó kia, như vậy thực lực của ngươi sẽ đi đến một cái độ cao hoàn toàn mới, tương lai thậm chí đi đến độ cao của vị kỳ nữ kia. Dạ Nam tình lộ ra thần sắc bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Dạ Quân lại nói: "Nam Tình, ta sở dĩ lựa chọn ngươi đi thông gia với hắn, chính là không muốn để Vĩnh Dạ Đế quốc trở thành đồ cưới của người khác." Thiếu niên này thông minh vô song, tỷ tỷ của ngươi căn bản không thể khống chế hắn, nếu như ngươi có thể khống chế hắn. Nói đến đây, Y nhìn thẳng Dạ Nam Tình. Ngươi hiểu ý của ta không? Một nữ nhân xúc động đối với nam nhân, vậy khẳng định là xong. Đồng dạng, một nam nhân nếu như xúc động đối với nữ nhân, như vậy cũng xong rồi. Hợp tác là có thể. Thế nhưng, Dạ gia muốn chiếm cứ vị trí chủ đạo, đồng dạng, Dạ gia cũng muốn càng nhiều lợi ích. Đương nhiên, Dạ Quân lo lắng nhất vẫn là sợ đến lúc đó vĩnh Dạ gia tộc trở thành đồ cưới của người khác bởi vì vị diệp quan đến từ quan huyền vũ trụ này không chỉ có thiên phú và thực lực khủng bố mà còn đẹp trai đến bất ngờ vạn nhất đến lúc đó mất cả chì lẫn chài vậy coi như thật sự thua thiệt lớn dạ nam tình nhìn thoáng qua dạ quân không nói thêm gì quay người rời đi thấy thế dạ quân cười khổ đối với cô con gái nhỏ này y là không có biện pháp nào từ nhỏ thiên phú khủng bố lạ thường chẳng qua nàng cùng với nam phong lại hoàn toàn khác biệt nàng vô cùng điệu thấp cũng rất ít tiếp xúc cùng với người ngoài chỉ một lòng nghiên cứu tu luyện không chỉ như thế đối với bất kỳ người nào cũng đều không tỏ ra thân thiện ngoại trừ mẹ của nàng lần này có thể thuyết phục nàng ra mặt cũng toàn bộ nhờ mẹ của nàng để cho nàng đến giúp đỡ gia tộc bằng không y nói nàng căn bản là không nghe bất kể như thế nào nàng đối mặt với vị diệp quan kia khẳng định là sẽ không lỗ lã ở bên trong tháp nhỏ diệp quan đi đến bên cạnh ngao thiên thiên vào giờ phút này, Ngao Thiên Thiên đã trở thành Tuế Nguyệt Đại Đế Không chỉ như thế, khí tức của nàng còn đang điên cùng tăng vọt Trọng yếu nhất chính là, khí tức huyết mạch của nàng cũng trở nên mạnh hơn trước đó không biết gấp bao nhiêu lần Truyền thừa Tổ Long Diệp Quang nhìn Ngao Thiên Thiên trước mắt, trên mặt nổi lên một nụ cười Hắn biết, vào lúc Ngao Thiên Thiên xuất quan, nàng ít nhất là cấp bậc vận mệnh Đại Đế Đây là chỗ tốt đến từ cô cô váy trắng Không thể không nói Chỗ tốt này xác thực kinh người." Diệp Quang đột nhiên nói. "Tháp gia?" Tháp nhỏ nói. "Có chuyện gì?" Diệp Quang nói. "Ngươi biết một loại huyết mạch khác trong thân thể ta chứ?" Tháp nhỏ nói. "Không biết." Diệp Quang nhíu mày. "Thật sao?" Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. "Huyết mạch này tương đối đặc thù, mong muốn triệt để thức tỉnh." độ khó so với phong ma huyết mạch còn cao hơn. Diệp Quang nói, quy lực thì sao? Tháp nhỏ nói, cũng rất mạnh. Diệp Quang khẽ gật đầu, ta hiểu được. Tháp nhỏ tiếp tục nói, ngươi nếu như có thể thức tỉnh loại huyết mạch kia, sẽ vô cùng kinh khủng. Diệp Quang cười nói, phải dựa vào cơ duyên. Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Diệp Quang hỏi, nếu như ba loại huyết mạch cùng nhau thức tỉnh bùng nổ thì sao tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu nói vậy liền xem ngươi có năng lực hàng phục chúng nó hay không diệp quang cười cười hắn đối với loại huyết mạch thứ ba này có chút hiếu kỳ không nói gì nữa hắn quay người rời khỏi tháp nhỏ vừa về đến phòng hắn chính là gặp được dạ nam tình dạ nam tình nhìn thoáng qua diệp quang không nói gì diệp quang nhìn thoáng qua bên ngoài lúc này đã là đêm khuya hắn nói nam tình cô nương ngươi có muốn nghỉ ngơi hay không dạ nam tình nhìn diệp quang nghỉ ngơi diệp quang gật đầu dạ nam tình không nói lời nào diệp quang cười nói ta sẽ nghỉ ngơi nói xong hắn chỉ chỉ một bên giường không ngại chứ dạ nam tình lắc đầu làm người tu luyện nàng cũng có thể không cần ngủ cũng đã rất nhiều năm không có cảm giác ngủ. Thấy Dạ Nam Tình không có ý kiến, Diệp Quang đi đến bên giường nằm xuống, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau khi đi đến địa cầu, hắn đã dưỡng thành thói quen mỗi ngày đi ngủ. Hắn hiện tại không còn thích loại sinh hoạt tiết tấu nhanh kia nữa, nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ. Nhân sinh liền phải có dáng vẻ mà nhân sinh nên có, mà không phải ngày ngày vùi đầu khổ tu. Nhìn thấy Diệp Quang trực tiếp ngủ, trong mắt dạ nam tình lóe lên một vệt kinh ngạc bởi vì nàng phát hiện ra diệp quang là thật sự ngủ thiếp đi không có suy nghĩ nhiều dạ nam tình thu hồi ánh mắt quay người đi đến chiếc ghế một bên ngồi xuống nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện nếu như diệp quang vào giờ phút này là tỉnh táo khẳng định sẽ vô cùng chấn động bởi vì năng lượng dạ nam tình hấp thu cũng không phải là năng lượng ở cái thế giới này nàng là hấp thu năng lượng từ vô số thời không vị diện cho mình dùng loại năng lực kinh khủng này, trước mắt, cũng chỉ có linh tổ tiểu bạch mới có thể làm được. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, theo một tia ánh nắng chiếu vào giữa phòng, Diệp Quang nằm ở trên giường chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Quang rời giường, duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn nhìn về phía dạ nam tình cách đó không xa, lúc này, dạ nam tình đình chỉ tu luyện, nàng đang nhìn Diệp Quang. Diệp Quang đứng dậy, sau đó đi đến cái bàn trước mặt lấy ra hai cái bát, tiếp theo lại lấy ra hai gói mì mì tôm hắn mang tới từ địa cầu diệp quang sau khi chế mì xong hắn nhìn về phía dạ nam tình cười nói nam tình cô nương tới nếm thử dạ nam tình lắc đầu cự tuyệt theo bản năng diệp quang cười nói tới thử xem thật sự rất được dạ nam tình vẫn là cự tuyệt mà diệp quang liền bưng bát đến trước mặt nàng sau đó cười nói nếm thử đi dạ nam tình nhìn thoáng qua diệp quang lần này không tiếp tục cự tuyệt nàng cầm lấy đũa nếm thử một miếng vừa vào miệng trong mắt nàng lóe lên một vệt kinh ngạc diệp quang vội vàng nói thấy thế nào dạ nam tình gật đầu cũng được nói xong nàng nhìn về phía diệp quang đây là món gì thật kỳ lạ diệp quang cười nói mì tôm ta phát minh dạ nam tình nhìn diệp quang không nói gì Diệp Quang cười cười, sau đó bắt đầu ăn, nhưng ăn một hồi, nụ cười trên mặt hắn chính là chậm rãi biến mất. Nếu như Chân Tỷ vẫn còn ở đó. Diệp Quang sau khi yên lặng một lúc lâu, khẽ lắc đầu, nhanh chóng ăn sạch bát mì. Mà lúc này, Dạ Nam Tình cũng đã ăn mì xong, mùi vị thực sự rất lạ. Sau khi ăn xong, Diệp Quang bước ra khỏi phòng, mà lúc này, hắn nhìn thấy bên ngoài đã dăng đèn kết hoa, khắp nơi đều treo chữ hỷ màu đỏ, vô cùng có không khí lễ hội hôn lễ lúc này dạ nam tình đi đến bên cạnh diệp quang diệp quang nói ngày mai liền thành thân dạ nam tình gật đầu diệp quang quay đầu nhìn về phía dạ nam tình thần sắc của dạ nam tình bình tĩnh như nước nhìn không ra hỉ nộ diệp quang suy nghĩ một chút lại nói nam tình cô nương yên tâm ta nói được thì làm được cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hình thức dạ nam tình đột nhiên nói ta rất xấu sao Diệp Quang sửng sốt. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quang. Ngươi rất sợ sinh hoạt vợ chồng với ta sao? Diệp Quang ngạc nhiên. Não mạch kính của cô nương này là như thế nào? Dạ Nam Tình cứ như vậy nhìn Diệp Quang, chờ đợi câu trả lời. Diệp Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói: Ngươi không phải cũng chán ghét loại phương thức thông gia này sao? Dạ Nam Tình gật đầu. Không thích, thế nhưng ngươi một mực cường điệu không sẽ phát sinh quan hệ cùng với ta, ta rất xấu sao?" Diệp Quang nhìn Dạ Nam Tình. "Chúng ta lúc đó làm thật." Dạ Nam Tình lắc đầu. "Không được." Diệp Quang trợn trắng mắt, im lặng đến cực điểm, tâm tư của nữ nhân thật là đáng sợ. Nàng có khả năng cự tuyệt, thế nhưng ngươi không thể không ưa thích. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quang lộ vẻ mặt im lặng, trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người, nhưng rất nhanh lại biến mất lúc này dạ nam tình đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn không biết là phát hiện ra cái gì nàng hơi cao mày mà đúng lúc này diệp quang đột nhiên giữ chặt tay dạ nam tình lóe lên suy hai người vừa biến mất ở tại chỗ một thanh trường thương đột nhiên giáng xuống từ trên trời đâm vào chỗ bọn hắn đứng ban đầu oanh lúc này bốn phía hoàng cung vô số cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên vọt về phía bên này trong khoảnh khắc bốn phía chính là nhiều hơn mười vị vận mệnh đại đế vĩnh dạ quân đoàn diệp quang ngẩng đầu nhìn chân trời ở chân trời có một vị thiếu niên đứng đó thiếu niên mặc áo trắng cầm trong tay một thanh trường thương trên mặt nở nụ cười thản nhiên chính là thiếu niên áo trắng nhìn thấy ở trong phủ dạ thư nhu ngày đó dạ nam tình đột nhiên nhìn thoáng qua thị vệ vĩnh dạ quân đoàn bên phải một chút không nói gì lúc này thiếu niên áo trắng nhìn diệp quang cười nói ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Tới đây. Diệp Quang đột nhiên nắm eo dạ nam tình, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng lùi về sau, mà ở trong nháy mắt hắn lui, ở bên phải hai người, hai vị thị vệ vĩnh dạ quân đoàn đột nhiên hóa thành hai luồng ánh trắng bắn về phía bọn hắn. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho sắc mặt của một số thị vệ vĩnh dạ quân đoàn giữa sân kịch biến, bọn hắn liền muốn trợ giúp, nhưng mà đã không kịp, hai vị thị vệ vĩnh dạ quân đoàn kia đã vọt tới trước mặt Diệp Quang cùng với dạ nam tình. Diệp Quang kéo dạ nam tình ra phía sau, sau đó đột nhiên rút kiếm chém. 800 đạo bạc kiếm thuật chồng chất ba lần liên tục. Quanh! Một kiếm này ra, hai vị thị vệ vĩnh dạ quân đoàn kia trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Sau khi dùng một kiếm chém lui hai người, Diệp Quang cũng không tiếp tục ra tay, mà là giữ chặt dạ nam tình, vẻ mặt vô cùng đề phòng địch nhân đã đánh vào nội bộ. Diệp Quang trao mày. đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quang, người tới chính là giả quân, mà đi theo giả quân còn có sáu vị cường giả bí ẩn mặc áo bào trắng. vẻ mặt của giả quân vào giờ phút này cũng là vô cùng ngưng trọng. những tuế nguyệt nghịch hành giả này quả nhiên là gan lớn vô cùng, cũng dám công nhiên ra tay tại hoàng cung vĩnh giả đế quốc. Diệp Quang ngẩng đầu nhìn về phía vị thiếu niên áo trắng chân trời kia thiếu niên áo trắng vào giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn ngươi vì sao lại biết bên người có người của chúng ta diệp quang bình tĩnh nói bởi vì mặt hàng như ngươi căn bản không dám đơn đấu cùng với ta nếu nói tới đơn đấu hẳn là muốn chuyển ta đi sau đó ra tay đối với nam tình cô nương dạ nam tình nhìn thoáng qua diệp quang không nói gì thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm diệp quang ngươi cho rằng ngươi rất biết đánh nhau diệp quang nhìn thiếu niên áo trắng một đánh một đơn đấu không gọi người sinh tử do trời có dám hay không thiếu niên áo trắng hiếp hai mắt lại y không dám bởi vì diệp quang vừa mới dùng một kiếm chém lui hai vị cường giả vận mệnh đại đế đỉnh phong hơn nữa nhìn bộ dạng này diệp quang còn chưa có xuất toàn lực đánh y xác thực không có nắm chắc hà tất phải nhất thời tức giận nghĩ đến đây Thiếu niên áo trắng đột nhiên cười lạnh. "Diệp Quang, ngươi muốn lôi kéo vĩnh giả dạ đế quốc giúp ngươi, ta chỉ có thể nói, ngươi." Diệp Quang đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang ngàn trượng vọt lên từ mặt đất, xuyên thủng bầu trời. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên mặc áo trắng kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, tay phải cầm thương đột nhiên đâm về phía trước một cái. Ầm. Uhm. Theo một tiếng đổ vang lên, trường thương đứt gãy, thiếu niên áo trắng trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài mà chân trời trực tiếp xuất hiện một vết nứt ngàn trượng sâu không thấy đấy. Nam tử áo trắng sau khi dừng lại, y nhìn về phía Diệp Quang xa xa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi! Diệp Quang nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng, mặt mũi tràn đầy kinh thường. Tông chủ quá khứ tông phái mặt hàng như ngươi đến, là quá khứ tông không có người sao. Thiếu niên áo trắng đột nhiên giận dữ, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên kéo tới từ sâu trong tinh không khí tức kéo đến, tựa như toàn bộ tinh không đổ sụp xuống, mang theo một cổ cảm giác áp bách làm cho người ta hít thở không thông. Thần sắc của mọi người có mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhìn cổ khí tức kinh khủng kia, Diệp Quang hiếp hai mắt lại, khí tức này, căn bản không phải vận mệnh đại đế có thể so sánh. Tới là một vị cường giả kinh khủng. Diệp Quang lui trở về bên cạnh giả nam tình, hắn phát hiện ra, mục đích của những tuế nguyệt nghịch hành giả này không phải giết hắn, mà là giết dạ nam tình hiện tại toàn bộ vĩnh dạ đế quốc đều biết hôn sự giữa dạ nam tình cùng với hắn nếu như dạ nam tình bị giết vậy sự tình hắn liên hợp cùng với vĩnh dạ đế quốc liền triệt để ngâm nước nóng ở dưới ánh nhìn soi mói của mọi người thời không vùng trời sau lưng thiếu niên mặc áo trắng kia đột nhiên nứt ra ngay sau đó một nam tử trung niên chậm rãi đi ra nhìn thấy trung niên nam tử này vẻ mặt của thiếu niên mặc áo trắng kia lập tức biến đổi liền vội cung kính thi lễ nhạc trần sư thúc nam tử trung niên tên là nhạc trần cũng không có quản thiếu niên áo trắng mà là nhìn diệp quan phía dưới cười nói diệp quan diệp quan nhìn thoáng qua nhạc trần không nói gì hắn biết quá khứ tông này là phái cường giả chân chính tới hơn nữa còn không chỉ một vị bốn phía âm thầm ẩn giấu đi rất nhiều khí tức cường đại vô cùng kinh khủng mà dạ quân nhìn thấy một màn này vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem thực lực của những tuế nguyệt nghịch hành giả này vượt xa tưởng tượng của y nhạc trần đột nhiên nhìn về phía dạ quân cười nói dạ quân hôm nay tới đây là muốn hỏi ngươi một chút vĩnh dạ gia tộc các ngươi làm thật sự muốn liên hợp với diệp quang dạ quân lập tức nhíu lông mày lại đang muốn nói chuyện nhạc trần lại nói tuế nguyệt nghịch hành giả chúng ta cùng với vĩnh dạ gia tộc không oán không cừu cũng không muốn phát sinh bất kỳ sự tình không thoải mái gì cùng với vĩnh dạ đế quốc bởi vậy chỉ cần các ngươi cam đoan không liên hợp cùng với Diệp Quang, đồng thời khu trục hắn ra khỏi vĩnh giả đế quốc, chúng ta cam đoan sẽ không động thủ đối với vĩnh giả đế quốc. Dạ quân yên lặng. Nói thực ra, y có chút lưỡng lự. Bởi vì y phát hiện ra, thực lực của những tuế nguyệt nghịch hành giả này so với y dự liệu còn kinh khủng hơn, hơn nữa, quá khứ tông đã tồn tại vô tận tuế nguyệt kia, càng là thâm bất khả trắc, cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả kinh khủng. Cuốn vào cuộc phân tranh này, hơi có sơ sót, liền sẽ là vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, thanh âm của dạ nam tình đột nhiên vang lên ở trong đầu dạ quân. Nếu như ta là tuế nguyệt nghịch hành giả, chỉ cần ngươi cự tuyệt, đắc tội quan huyền vũ trụ, đuổi dịp công tử đi, liền lập tức diệt đi vĩnh dạ đế quốc. Bọn hắn hiện tại sở dĩ không có ra tay toàn diện, không phải là bởi vì kiên kỵ thực lực của vĩnh dạ đế quốc, mà là kiên kỵ vị chủ nhân đại đạo bút kia. Nghe vậy, dạ quân đột nhiên bừng tỉnh. Nhiều khi, chết sớm nhất thường thường chính là cỏ đầu tường, bởi vì hai phía đều muốn dựa vào, nhưng mà, ở dưới tình huống bình thường, hai phía đều là ghét nhất loại người này. Nghĩ đến đây, Dạ Quân quay đầu nhìn về phía Diệp Quang một bên, Diệp Quang mỉm cười. Ta tôn trọng quyết định của Dạ Quân bệ ra. Dạ Quân vội vàng nói. Diệp công tử chớ có suy nghĩ nhiều, ngươi ngày mai liền sẽ thành hôn cùng với Nam Tình, khi đó, chúng ta liền là người một nhà mọi người tự nhiên hẳn nên đồng tâm hiệp lực chống cự ngoại địch diệp quang nhìn thoáng qua dạ quân khẽ gật đầu không nói gì nữa dạ quân nhìn về phía vị nhạc trần kia lộ ra sắc mặt âm lãnh nói các hạ vĩnh dạ đế quốc chúng ta cùng tiến cùng lùi với diệp công tử các ngươi nếu như muốn ra tay vậy liền mời ra tay đây là triệt để cho thấy thái độ nghe được dạ quân nhạc trần mỉm cười cũng không có tức giận Y nhìn thoáng qua Diệp Quang Sau đó quay người rời đi Những cổ khí tức cường đại dấu Ở bốn phía kia cũng lập tức thối lui như thủy triều Diệp Quang cao mày Những tuế nguyệt nghịch hành giả này Chắc chắn sẽ không cứ bỏ qua như vậy Đối phương không ra tay thì thôi Vừa ra tay chỉ sợ là liền Sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội nào Diệp Quang trầm tư không nói Đúng lúc này Dạ quân đột nhiên nói Diệp công tử ngày mai thành hôn Không có vấn đề chứ diệp quang thu hồi suy nghĩ nhìn về phía dạ quân dạ quân trầm giọng nói nói thực ra nội bộ vĩnh dạ đế quốc chúng ta có rất nhiều thanh âm phản đối bởi vì bọn hắn cũng không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này bởi vậy ta cần một cái lý do danh chính ngôn thuận để trấn áp một số thanh âm phản đối trong nước diệp quang khẽ gật đầu ta không có vấn đề dạ quân gật đầu sau đó nhìn thoáng qua dạ nam tình quay người rời đi diệp quang nhìn về phía dạ nam tình chân thành nói nam tình cô nương kể từ hiện tại vì lý do an toàn của ngươi ta phải một mực đi theo ngươi dạ nam tình khẽ gật đầu ừm diệp quang nhìn thoáng qua sâu trong hư không không biết đang suy nghĩ gì lúc này dạ nam tình đột nhiên nói diệp công tử ta nghe nói mục đích của những tuế miệt nghịch hành giả đó là phóng thích ác đạo để vũ trụ kiếp triệt để bùng nổ hủy diệt chúng sinh phải không diệp quang gật đầu Ừ. dạ nam tình nhìn diệp quang vũ trụ kiếp là nhất định sẽ bùng nổ đúng không diệp quang gật đầu một lần nữa dạ nam tình hơi nghi hoặc một chút như vậy ý nghĩa của ngăn cản là gì diệp quang nói khẽ vũ trụ kiếp còn có một trăm năm mới có thể triệt để bùng nổ mà trong một trăm năm này ta nếu như không tìm thấy biện pháp mới vậy ta liền sẽ cùng với chủ nhân đại đạo bút hợp lại trấn áp chúng sinh để bọn hắn tán đi tu vi trả lại toàn bộ tài nguyên thiên địa bị cướp đoạt cho vùng vũ trụ này đồng thời bắt đầu từ đời sau tất cả mọi người không thể lại tu luyện chỉ có thể trở thành một người bình thường tuổi thọ không hơn trăm dạ nam tình nhìn diệp quang nếu thật sự làm như vậy vậy ngươi ở trong mắt chúng sinh so với ác đạo không hề khác gì nhau diệp quang gật đầu đúng thế dạ nam tình lắc đầu ta cảm thấy ngươi không làm được diệp quang nhìn về phía dạ nam tình vì sao dạ nam tình nhìn hắn bởi vì ngươi không phải một người nhẫn tâm diệp quang cười ha ha một tiếng nam tình cô nương ta giết người thế nhưng là phi thường nhiều ngươi lại còn nói ta không phải một người nhẫn tâm dạ nam tình lắc đầu giết người không có nghĩa là liền nhẫn tâm diệp quang cười cười không nói gì nam tình cô nương này có chút thú vị dạ nam tình nói dịp công tử ngươi để tay lên ngực tự hỏi nếu như thật sự đến ngày ấy ngươi làm được sao dịp quang yên lặng tước đoạt tu vi của chúng sinh hết sức rõ ràng tất sẽ có người phản kháng nói đùa người ta tu luyện cả một đời ngươi một lời không hợp liền tước đoạt tu vi của người ta người nào đáp ứng có thể tưởng tượng khi đó người toàn vũ trụ đều sẽ cùng nhau phản kháng hắn nghĩ đến chỗ này diệp quang không khỏi lắc đầu cười một tiếng dạ nam tình lại hỏi ngươi có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn không diệp quang không nói gì đối với chuyện này hắn cũng là có chút ý nghĩ bằng không hắn cũng không dám đáp ứng chủ nhân đại đạo bút chẳng qua những ý nghĩ này bây giờ nói ra cũng không có ý nghĩa hắn phải có đủ thực lực mới có thể đi làm sự tình hắn muốn làm dạ nam tình lại nói diệp công tử ngươi thiên phú dị bẩm nếu như dốc lòng tu luyện, tương lai nhất định có thể siêu việt hết thảy, mặc kệ là vũ trụ kiếp hay là cái gì khác, tất nhiên đều là không uy hiếp được ngươi, ngươi tội gì phải làm sự tình tốn công mà không có kết quả này. Diệp Quang cười nói, ta kỳ thật cũng không quá muốn làm, thế nhưng không có cách nào, ta không thể không làm. Dạ Nam tình nhìn Diệp Quang. Vì sao? Diệp Quang miễn cười nói. Nam tình cô nương, ngươi cảm thấy cái thế giới này cần trật tự không? dạ nam tình lắc đầu ta không quan tâm diệp quang nói nếu như vĩnh dạ đế quốc sẽ diệt vong ngươi sẽ làm thế nào dạ nam tình bình tĩnh nói ta không quan tâm diệp quang im lặng em gái này làm sao lại không theo sáo lộ dạ nam tình nhìn diệp quang diệp công tử làm như thế là vì chúng sinh hay là vì chính mình diệp quang nói vì chính mình dạ nam tình cao mày diệp quang cười nói ta nói là vì chúng sinh ngươi tin không dạ nam tình nhìn hắn một cái không nói gì diệp quang tiếp tục nói nam tình cô nương ta phải thừa nhận cái thế giới này mỗi người đều là có tư tâm người vô tư khẳng định là ít càng thêm ít thế nhưng không có nghĩa là thật sự liền không có cũng ví dụ như chân thần trấn áp vũ trụ kiếp nàng nếu như không trấn áp vũ trụ kiếp chúng sinh toàn vũ trụ hiện tại đã triệt để hủy diệt dạ nam tình nhìn diệp quang yên lặng không nói diệp quang lại nói ta không dám hứa chắc cái gì ta chỉ có thể nói ta sẽ cố gắng hết sức nếu như thực sự không được vậy liền như chủ nhân đại đạo bút nói hy sinh hết thảy tu vi của cường giả một lần nữa sáng tạo một loại trật tự khiến cho chúng sinh cùng với vũ trụ cùng tồn tại loại kết cục này cuối cùng so với vũ trụ kiếp triệt để bùng nổ khiến sinh linh toàn vũ trụ diệt vong vẫn tốt hơn, không phải sao? Dạ nam tình khẽ thở dài, không có phản bác, xem như công nhận thuyết pháp này của Diệp Quang. Diệp Quang đột nhiên cười nói. Cũng không cần bi quan như thế, còn có 100 năm thời gian, một phần vạn ta có thể nghĩ ra biện pháp thì sao? Ta cho ngươi biết một cái bí mật, cha ta cùng với cô cô ta còn có ông nội của ta, còn có một vị tiền bối kiếm tu, thực lực của họ thế nhưng là vô cùng phi thường cường đại, đến đằng sau, nếu như ta thực sự bất lực. Ta liền tụ tập họ lại cùng một chỗ, để họ cùng nhau hỗ trợ nghĩ biện pháp, nói không chừng, mọi người sẽ có thể có biện pháp. Ha ha! Nói đến đây, chính hắn phản phất như cũng nhìn thấy hy vọng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng. Đặc biệt là vị cô cô kia của ta, nàng thế nhưng là phi thường lợi hại. Dạ nam tình nhìn thoáng qua Diệp Quang, miễn cười nói. Hy vọng như thế. Diệp Quang gật đầu. Nam Tình cô nương, lần này ta muốn đối kháng với Tuế Nguyệt nghịch hành giả, bởi vậy, cần liên hợp với Vĩnh Giả dạ Đế quốc cùng nhau đối kháng bọn hắn, ta biết, ở bên trong cuộc trao đổi lợi ích này, ngươi là một vật hy sinh, nói. Lời xin lỗi nghe có vẻ đạo đức giả, nhưng ta cam đoan với ngươi, ta sẽ tận lực không làm tổn thương ngươi, đồng thời ta sẽ tận hết khả năng trợ giúp ngươi. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quang, ở sâu trong đôi mắt lóe lên một tia phức tạp, nói khẽ. Diệp công tử chớ có suy nghĩ nhiều, lần thông gia này, dạ gia dạ chúng ta cũng sẽ lấy được được lợi ích, bởi vậy, ngươi cũng không nợ dạ gia dạ chúng ta cái gì. Diệp quan cười cười, sau đó nói. Nam tình cô nương, ta phát hiện ra ngươi đối với đế vị này giống như cũng không có hứng thú gì, đây là vì sao? Dạ nam tình lắc đầu. Trở thành nữ đế, không thể tùy tâm sở dục. Diệp quan nói khẽ. Điều này cũng đúng, dạ nam tình lại nói chẳng qua làm một chút cũng không phải là không thể được diệp quang cười ha ha một tiếng trở thành nữ đế đây chính là chí tôn vô thượng dạ nam tình nhìn diệp quang ta nếu như làm nữ đế vậy ngươi sẽ chính là thân vương của ta ngươi biết thân vương cùng với nữ đế là chung đụng như thế nào không nghe vậy diệp quang lập tức có chút hiếu kỳ chung đụng như thế nào dạ nam tình nói thân vương không được ở cùng với nữ đế, chỉ có lúc nữ đế có nhu cầu phục thị, mới sẽ hạ lệnh để thân vương tới thị tẩm, không chỉ như thế, nữ đế còn có khả năng phong 360 vị Nam Phi, dĩ nhiên, địa vị của bọn hắn là kém xa thân vương, thân vương thì tương đương với chủ nhân hậu cung. Ngoài ra, thân vương hiền lành, còn phải giúp nữ đế tìm kiếm Mỹ Nam tử sung làm Nam Phi. Diệp Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nam tình cô nương, những gì ngươi nói là phong tục ở bên các ngươi, ta cũng không có ý kiến gì, chẳng qua là, có thể hay không chờ sau khi chúng ta ly hôn, ngươi lại phong Nam Phi. Dạ Nam Tình nói. Vì sao? Diệp Quang chân thành nói. Mặc dù là thành thân giả, nhưng chúng ta hẳn là phải tôn trọng lẫn nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Nam Tình nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quang đột nhiên nói. Ngươi có nam tử yêu mến sao? dạ nam tình trừng mắt nói có diệp quang lập tức nhíu lông mày lại nam tình cô nương ngươi vì sao không nói sớm ngươi nếu như nói sớm ta liền sẽ không đồng ý thông gia cùng với ngươi dạ nam tình hỏi vì sao diệp quang nghiêm mặt nói ngươi nếu như có nam tử ưa thích ta thông gia cùng với ngươi y sẽ nghĩ như thế nào đây không phải là phá hư tình cảm của các ngươi sao Hắn tự nhiên không có ý nghĩ làm người thứ ba. Dạ Nam Tình đột nhiên nói, "Diệp công tử, ngươi từ nhỏ là bị nuôi thả sao?" Diệp Quang ngạc nhiên. "Làm sao ngươi biết?" Dạ Nam Tình chân thành nói. Ngươi thoạt nhìn có chút đơn thuần. "Diệp Quang." "Đơn thuần?" Diệp Quang nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, vào giờ khắc này hắn đột nhiên có cảm giác, nữ tử này giống như cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng qua hắn cũng cảm thấy như thường dù sao đối phương cũng sinh ở hoàng thất ở loại địa phương này coi như không có làm qua sự tình âm u gì nhưng khẳng định cũng đã thấy qua không ít lúc này trời đã tảng sáng chân trời xuất hiện một vệt màu trắng bạc diệp quang nhìn thoáng qua chân trời sau đó cười nói nam tình cô nương chúng ta đi thôi dạ nam tình cũng không có cự tuyệt khẽ gật đầu hai người đi về phía chỗ sâu hoàng cung bởi vì duyên cớ mới bị Tuế Nguyệt nghịch hành giả tập kích, lúc này cường giả trong hoàng cung lại nhiều hơn một chút, đặc biệt là bên trong Thâm Không, có hơn 10 vị vận mệnh đại đế trấn thủ. Diệp Quang nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này hoàng cung được bố trí vô cùng lễ hội, cung điện các nơi đều dán chữ hỷ màu đỏ, dưới mái hiên cũng treo những chiếc đèn lồng đỏ, ngoài ra, còn có những tấm thảm lớn màu đỏ ở lối vào của các cung điện lớn. Thông gia. Đối với lần thông gia này, Vĩnh giả đế quốc đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Dù sao, thân phận của Diệp Quang cũng còn ở đó, chuyện này liên quan đến sự tình mặt mũi, Vĩnh giả đế quốc tự nhiên là phải làm tốt mới được. Diệp Quang thu hồi ánh mắt, sau đó nói: "Nam tình cô nương, ta cảm thấy ngươi hãy tăng lên một ít thực lực thật tốt để mà tự vệ." Dạ Nam Tình nhìn về phía Diệp Quang, mỉm cười, không nói gì. Diệp Quang cười nói: "Ngươi nghĩ như thế nào?" Dạ Nam Tình hỏi: Ngươi không phải sẽ bảo hộ ta sao? Diệp Quang nói: Đúng, nhưng mà, bản thân nếu như có thực lực cường đại, sau đó tự vệ không phải càng tốt hơn sao? Dạ Nam Tình khẽ gật đầu. Cũng đúng. Diệp Quang cười nói: Ta sẽ dạy cho ngươi tu luyện. Dạ Nam Tình trừng mắt nói: Được. Diệp Quang nói: Đi, dẫn ngươi đi một địa phương khác. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt cánh tay dạ nam tình tan biến ở tại chỗ lúc hai người xuất hiện một lần nữa đã ở bên trong tháp nhỏ vào lúc tiến vào tháp nhỏ ở sâu trong con ngươi tuyệt mỹ của dạ nam tình lập tức lóe lên một tia chấn kinh rõ ràng nàng đã phát hiện ra thời gian trôi qua bên trong tháp nhỏ này khác biệt cùng với bên ngoài diệp quang nói nam tình cô nương ngươi bây giờ là tuế nguyệt tiên cảnh dạ nam tình đè ép sự chấn kinh cùng với nghi hoặc trong lòng nhìn về phía Diệp Quang, gật đầu. Diệp Quang nói, trước tiên đổi công pháp cho ngươi. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng chui vào giữa trán nam tình. Quanh. Rất nhanh, vô số tin tức tràn vào giữa trán dạ nam tình. Diệp Quang nói, đây là vũ trụ quan huyền pháp, mẫu thân của ta từng cải tạo qua, cơ hồ có thể dùng cả đời. Dạ nam tình khẽ gật đầu. Công pháp cực tốt. Diệp quan cười cười, sau đó lại lấy ra một chút linh nguyên đưa cho dạ nam tình. Mà chính hắn cũng đi đến một chỗ khác bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại muốn nếm thử chính là trốn vào thời không thi triển phương pháp trồng chất. Trốn vào thời không. Chân tỷ trước đó từng nói qua, có thể trốn vào muôn vàng thời không, ở trong muôn vàng thời không đồng thời thi triển phương pháp trồng chất này. Thân hóa muôn vàng. Khiến muôn vàng hóa thân ở các giới thời không đồng thời thi triển bạc kiếm thuật, sau đó lại lợi dụng tính đặc thù của thời không tiến hành chồng chất những bạc kiếm thuật này không thể không nói ý nghĩ này phi thường ngưu bức nhưng diệp quang biết mong muốn làm được khẳng định là vô cùng vô cùng khó khăn chẳng qua hắn có lòng tin đối với chuyện này ở bên trong thời gian kế tiếp diệp quang bắt đầu điên cùng tu luyện tại một chỗ bờ biển bởi vì từ chân không có ở đây hết thảy tất cả đều chỉ đều có thể dựa vào hắn tự mình tìm tòi bởi vậy tiến triển có chút thông thả. Mà ở một bên khác, dạ nam tình thì tò mò đánh giá bốn phía, không thể không nói, nàng xác thực bị chấn kinh. Nàng vừa rồi tính toán một thoáng, đợi trong này 10 năm, chỉ tương đương với một ngày bên ngoài. Chuyện này có chút nghịch thiên. Nội tình của vĩnh dạ đế quốc cực sâu, có không ít bảo vật, nhưng cũng không có nghịch thiên như thế. Nàng cũng không có tu luyện, mà là đi tới vị trí Diệp quan tu luyện, nhìn thấy Diệp quan đang tu luyện kiếm kỹ, nàng lập tức hứng thú, sau đó liền ngồi ở một bên nhìn Diệp Quang tu luyện. Hôm nay Diệp Quang mặc một bộ trường bào màu đen, thân thể thẳng tắp, như thương như kiếm, hoặc nhìn vô cùng có tinh thần. Kiếm tu Bởi vì một số vấn đề trong lịch sử vĩnh dạ đế quốc, bởi vậy, bây giờ vĩnh dạ đế quốc cơ hồ rất khó nhìn thấy kiếm tu, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kiếm tu. Mà Diệp Quang so với kiếm tu trong tưởng tượng của nàng không giống nhau lắm, ở trong tưởng tượng của nàng, Kiếm tu khẳng định đều là loại người tính tình lãnh ngạo, độc lai độc vãng, một thanh kiếm hành tẩu thiên hạ, không ràng buộc kia, mà Diệp Quang cũng không phải là người như thế. Cảm giác hắn tạo ra cho người ta tựa như là một người đọc sách, ôn tồn lễ độ, đôi khi có chút mặt dày, nếu như không tức giận, căn bản không giống như là một vị kiếm tu, phong mang hoàn toàn nội liễm, khiến người ta không cảm thấy đến bất luận không thoải mái gì. Nhưng nếu như tức giận, phong mang to lớn như sấm nổ, khiến cho người ta sinh ra sợ hãi. Đối với Diệp Quang, nàng Kỳ Thật cũng không có ý xấu gì, ý định của cha nàng là mong nàng có thể khống chế được Diệp Quang. Nhưng Kỳ Thật, bản thân nàng cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào như vậy. Bởi vì nàng đối với nam nhân Kỳ Thật cũng không có hứng thú gì, chớ nói chi là tận lực tiến hành khống chế một nam nhân, trong lòng nàng chỉ có đại đạo. Nếu không phải nữ nhân sinh nàng ở kiếp này kia đi cầu nàng, nàng căn bản sẽ không tới tiếp xúc cùng với Diệp Quang mà đối với nữ nhân kia nàng vẫn còn có chút tình cảm bởi vì tại lúc nàng vừa đi vào cái thế giới này bởi vì duyên cớ thân thể nàng không thể tu luyện mà tại loại đại tộc võ đạo như vĩnh dạ gia tộc nếu như không có cách nào tu luyện như vậy không thể nghi ngờ là phế nhân bởi vậy nàng từ nhỏ ở trong tộc liền nhận hết đối xử lạnh nhạt trào phúng bao gồm người cha kia vào lúc biết nàng không thể tu luyện liền chưa từng tới gặp nàng chỉ có nữ nhân kia chưa bao giờ bỏ rơi nàng cũng là bởi vì nữ nhân kia, nàng mới nguyện chờ thêm một đoạn thời gian tại vĩnh dạ đế quốc. Mà nữ nhân kia để cho nàng thông gia cùng với vị diệp công tử này, tự nhiên cũng là xuất phát từ ý tốt, hy vọng nàng có thể có một cái ngoại viện nhà chồng mạnh mẽ, kể từ đó, vĩnh dạ đế quốc này cùng với gia tộc bên trong, liền lại không còn ai dám lấn nàng. Nàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại mũi lòng trước sự cầu khẩn của nữ nhân kia. Không có cách nào, nàng chỉ có thể tới nhìn nam nhân này một chút, mà bây giờ, sau khi tiếp xúc, nam nhân trước mắt này ngược lại khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn. Là một người hết sức thẳng thắn. Vào giờ khắc này, nàng nghĩ đến vị tỷ tỷ của chính mình kia, nàng chỉ cảm giác ánh mắt của vị tỷ tỷ kia thực sự có chút yếu kém, nếu như ở chung thật tốt cùng với người trước mắt này, để vị đơn giản liền là dễ như trở bàn tay, không chỉ như thế, còn sẽ đạt được một cái ngoại viện mạnh mẽ. Đáng tiếc, vị tỷ tỷ này lại làm hỏng việc đừng thấy nam nhân trước mắt này bình thường ôn tồn lễ độ rất dễ thân cận nhưng nàng có thể cảm giác được trong xương cốt nam nhân này so với bất luận cái gì đều cao ngạo hơn người đối đãi với hắn tốt hắn tự nhiên là tốt ngươi nếu như dám cao ngạo với hắn hắn còn cao ngạo hơn so với ngươi nghĩ đến chỗ này dạ nam tình khẽ lắc đầu chính mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì sự tình đến chỗ này nàng cũng nên đi nàng cùng với hắn cũng chỉ là người qua đường trong cuộc đời của nhau. Mà đối với người tu luyện mà nói, loại người qua đường này, có khả năng bế quan một lần sau đó đi ra, liền đã quên sạch sành xanh. Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên truyền đến từ nơi xa, ngay sau đó, một đạo kiếm khí chém bay về phía mặt biển nơi xa, trong chốc lát, vùng biển mấy chục vạn trượng trực tiếp bị một kiếm này một phân thành hai. Dạ nam tình thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía diệp quan xa xa, lúc này thân thể của Diệp Quang là hư ảo, nhìn thấy một màn này, trong mắt nàng lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Thân hóa muôn vàng thời không? Dường như phát giác được ánh mắt của dạ nam tình, Diệp Quang quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói. Chiêu này như thế nào? Dạ nam tình gật đầu. Cũng được. Cũng được. Diệp Quang biểu môi, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời này, hắn quay người tiếp tục tu luyện. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quang mỗi ngày chính là khổ tu. Không thể không nói, thân hóa muôn vàng thời không thi triển kiếm thuật chồng chất này thật sự vô cùng khó, bởi vì hắn phải có tạo nghệ rất cao đối với thời không, không chỉ như thế, còn phải nhất tâm vạn dụng, chuyện này có tiêu hao cực lớn đối với tinh thần lực. Độ khó rất lớn. Chẳng qua, Diệp Quang lại phát hiện ra, những gì chân tỷ nói là hoàn toàn có thể làm được. Nếu như tu luyện thành công, hắn thi triển ra một kiếm này, đoán chừng có thể giết ông nội, chém cha già. Một câu, giết sạch. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quang không khỏi cười phá lên. Chính mình giống như càng ngày càng có chút bành trướng. Có thể là duyên cớ phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch. Một ngày ở bên ngoài, một năm bên trong tháp nhỏ. Cứ như vậy, Diệp Quang khổ tu thời gian nửa năm, cuối cùng, chiêu thân hóa muôn vàng chồng chất kiếm thuật này cuối cùng cũng có hiệu quả. Một khi thi triển, Diệp Quang trong vạn thời không đồng thời xuất kiếm, dĩ nhiên, chỉ có thể đồng thời ra một kiếm, nhưng là vạn kiếm chồng chất. Loại uy lực kia rất khủng bố, coi như là thời không bên trong tháp nhỏ cũng đều có chút khó có thể chịu đựng. Kỳ thật, may mà nhờ có chân thụ, bằng không, linh khí của hắn căn bản là không có cách chống đỡ hắn chơi như vậy. Không chỉ như thế, sau khi thi triển, hắn phát hiện ra hắn mặc kệ là lực lượng thân thể hay là tinh thần lực đều sẽ bị tiêu hao sạch sành xanh chiêu này hoàn toàn chính là loại dùng một lần phải nghỉ ngơi rất lâu uy lực rất mạnh nhưng lại không thể dùng nhiều kia mà nếu như là thi triển ở trong tình huống kích hoạt hai loại lực lượng huyết mạch uy lực của một chiêu này sẽ cường đại hơn hắn cũng có chút mong đợi đúng lúc này dường như nghĩ đến cái gì hắn đột nhiên thu hồi kiếm sau đó quay người nhìn về phía bờ biển cách đó không xa dạ nam tình đang ngồi ở chỗ đó nhìn hắn diệp quang đi đến trước mặt dạ nam tình cười nói trong khoảng thời gian này ngươi thường xuyên đến nơi này nhìn ta tu luyện có cảm thấy ta rất lợi hại hay không dạ nam tình trừng mắt nói xác thực lợi hại diệp quang cười ha ha một tiếng kỳ thật ta chỉ mới ra một thành lực ta nếu như ra hai thành lực uy lực quá lớn tháp này căn bản không chịu nổi tháp nhỏ dạ nam tình hé miệng cười một tiếng phải không diệp quang gật đầu ta không nói đùa dạ nam tình lắc đầu cười một tiếng sau đó nói ngươi còn tu luyện sao diệp quang nhìn thoáng qua bốn phía sau đó nói tạm thời không tu luyện chúng ta đi thôi dạ nam tình gật đầu hai người rời khỏi tháp nhỏ vừa rời khỏi tháp nhỏ một vị mỹ phụ chính là đi tới trước mặt hai người mỹ phụ này dáng vẻ đoan trang khí chất ôn nhu mặt mày có sáu bảy phần tương tự với dạ nam tình diệp quang biết đây là mẫu thân của dạ nam tình diệp quang hơi hơi thi lễ ra mắt bá mẫu mỹ phụ đánh giá diệp quang trên mặt mang theo nụ cười chớ có đa lễ đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy diệp quang không thể không nói đối với diệp quang nàng là vô cùng hài lòng không chỉ gia thế bối cảnh mạnh mẽ người cũng là tuấn tú lịch sự hơn nữa khiêm tốn hữu lễ trọng yếu nhất chính là thực lực còn rất mạnh mỹ phụ cười nói chúng ta có thể nói chuyện không diệp quang nhìn thoáng qua dạ nam tình khẽ gật đầu có thể mỹ phụ đi đến một bên diệp quang đi theo dạ nam tình nhìn thoáng qua hai người không nói gì mỹ phụ dẫn diệp quang đi sang một bên sau khi đi chốc lát nàng đột nhiên nói để cho nàng sinh con đi Từng Diệp Quang quay đầu nhìn về phía Mỹ phụ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ở nơi xa, Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Mỹ phụ, không nói gì. Nàng tự nhiên có thể nghe được. Dù sao, thực lực của nàng là vượt xa hai người. "Sinh con." Nghe được Mỹ phụ, Diệp Quang lập tức có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới vị Mỹ phụ này thế mà mở miệng chính là một câu như vậy. Diệp Quang nhìn Mỹ phụ trước mắt, chờ đợi đoạn sau mỹ phụ tiếp tục nói diệp công tử giống như là có chút ngoài ý muốn diệp quang gật đầu xác thực rất bất ngờ mỹ phụ cười nói ngoài ý muốn cái gì diệp quang suy nghĩ một chút sau đó nói sau khi kết hôn tự nhiên là phải sinh con đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa nhưng bá mẫu lại nói ra vào lúc này mỹ phụ nhìn diệp quang cười nói nói tiếp đi diệp quang nói bá mẫu là biết được gì đó trong mắt mỹ phụ lóe lên một vệt phức tạp nói khẽ diệp công tử ta chưa từng tiếp xúc với ngươi không biết tính cách cùng với cách làm người của ngươi nhưng ngươi có thể ở chung cùng với nam tình nghĩ đến tính cách cùng với cách làm người của ngươi cũng là cực tốt bởi vì nam tình hiếm khi có thể chung đụng với người khác diệp quang nhìn thoáng qua dạ nam tình sau lưng xác thực cô nương này bình thường có chút trầm mặc ít nói nhìn từ bề ngoài bình dị gần gũi kỳ thực trong xương cốt là có chút lạnh lùng người ngoài mong muốn tiếp xúc xác thực khó khăn chẳng qua đây kỳ thực cũng bình thường nơi này không thể so với địa cầu người ở nơi này mặc kệ là nam nhân hay là nữ tử phần lớn đều là bế quan tu luyện đối với phương diện đạo lý đối nhân xử thế này thật ra là không quá để ý dù sao có đôi khi bế quan tu luyện một lần có khả năng liền đã mấy trăm năm đi qua thậm chí hơn ngàn năm tu luyện chính là ma diệt nhân tính càng lên cao nhân tính càng ít đi bởi vì vào lúc ngươi có thể sống mấy ngàn năm thậm chí hơn trăm vạn năm ngươi coi như cái gì cũng đều coi nhẹ mỹ phụ tiếp tục nói dịp công tử nam tình bởi vì khi còn bé không thể tu luyện bởi vậy từ nhỏ không biết đã trải qua bao nhiêu ác ngôn ác ngữ như dao cứa vào lòng mà nàng lại chưa bao giờ từng phàn nàn vẫn luôn là thản nhiên hứng chịu nhưng đây cũng chỗ khiến ta lo lắng bởi vì lúc nàng đối mặt với tộc nhân cùng với người chung quanh rất lạnh nhạt lạnh nhạt đến mức khiến cho người ta cảm thấy nàng giống như căn bản không có xem bọn hắn như là đồng loại diệp quang cao mày trầm tư không nói mỹ phụ nhìn về phía diệp quang qua nhiều năm như vậy diệp công tử là người đầu tiên có thể chung đụng với nàng nhìn thấy các ngươi có thể chung đụng hòa hợp ta thật sự rất vui vẻ diệp quang suy nghĩ một chút sau đó nói bá mẫu lần này tuy là thông gia lợi ích nhưng bá mẫu yên tâm ta cũng sẽ không tổn thương nam tình cô nương mỹ phụ nói sinh con đi diệp quang nhìn thoáng qua mỹ phụ không nói gì trực giác nói cho hắn biết mỹ phụ trước mắt này khẳng định là phát hiện ra cái gì mỹ phụ tiếp tục nói nam tình là nội mị chi thể nếu như song tu với nàng mùi vị trong đó có thể nói là thực cốt tiêu hồn ngươi hiểu chứ Diệp Quang trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Diệp Quang, ánh mắt ý vị thâm trường. Diệp Quang có chút mộng. Cái quái gì đây? Mẹ vợ, ngươi nói chuyện phím như thế, có thực sự ổn không? Phía sau hai người, dạ nam tình nghe được Mỹ Phụ, trên mặt lập tức nổi lên một vệt đỏ ửng, nhưng thoáng qua khôi phục như thường, nàng nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, lắc đầu cười một tiếng. Nàng biết, vị mẫu thân này của chính mình hy vọng nàng có con là muốn cho nàng đạt được một cái bảo đảm mong muốn triệt để trói chặt vị diệp công tử trước mắt này cùng với người sau lưng hắn rất đơn giản sinh con là được rồi bằng không một khi vị diệp công tử này rời đi hai người lại không có tình cảm khi đó cho dù diệp quan còn niệm chút tình nhưng tình này có bao nhiêu hàm kim lượng liền không biết được hai người nếu như có con vậy liền hoàn toàn khác nhau ngươi có khả năng không giúp nữ nhân của ngươi nhưng ngươi không thể không giúp con của ngươi đúng không đây cũng chính là ý nghĩ của mỹ phụ vào giờ khác này diệp quang nhìn thoáng qua mỹ phụ trước mắt hắn biết mỹ phụ này nhất định là đoán được gì đó mới có thể nói như thế nội mị chi thể diệp quang suy nghĩ một chút trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường diệp quang lắc đầu liền vội vàng ép xuống tia cảm giác khác thường này đồng thời thầm mắng một tiếng Phong ma huyết mạch đáng chết. Phong ma huyết mạch. Mỹ Phụ dừng bước lại, sau đó nói. Diệp công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp quang nhìn thoáng qua dạ nam tình nơi xa, dạ nam tình đứng ở nơi đó, cả người tựa như một đóa hoa sen gần bùng mà không nhiễm mùi bùng, thanh lịch mà điềm đạm nho nhã. Rất đẹp. Thấy ánh mắt của Diệp Quang, vẻ mặt của dạ nam tình rất tự nhiên, nhếch miệng mỉm cười. Diệp Quang cười cười, thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Bá mẫu, nam tình thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thực là một người vô cùng có chủ kiến, ngươi chớ có thấy nàng và ta có thể chung đụng được, kỳ thực ta ở trong mắt nàng, chỉ sợ là cùng với người khác không có gì khác nhau. Mỹ phụ cao mày, hơi nghi hoặc một chút. Vì sao lại nói như vậy? Diệp quan chân thành nói. Băng dày ba thước, không phải chỉ chịu lạnh một ngày, tính cách của nam tình cô nương biến thành như hiện tại, không phải nhất thời mà thành, cũng sẽ không bởi vì đột nhiên gặp được một người có thể nói chuyện liền cải biến ý nghĩ của mình hơn nữa hai ngày này ta ở chung cùng với nam tình cô nương phát hiện ra nàng mặc dù bề ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược kỳ thực là một người vô cùng có chủ kiến lần này nàng sở dĩ nguyện ý đáp ứng thông gia nghĩ đến cũng là bởi vì duyên cớ bá mẫu mỹ phụ nhìn diệp quang trước mắt trong lòng có chút chấn kinh nàng cũng là có chút xem nhẹ vị diệp công tử này dưới cái nhìn của nàng loại nhị đại giống như này bình thường đều là người tâm cao khí ngạo đầu óc không quá linh quan mới đúng nhưng qua phen giao tiếp này nàng phát hiện ra trước mắt vị diệp công tử này so với nàng nghĩ hoàn toàn không giống chẳng trách hắn lại có thể ở chung cùng với đứa con gái tính tình lãnh đạm này của mình diệp quang lại nói bá mẫu sự tình giữa ta cùng với nam tình cô nương liền thuận theo tự nhiên đi mỹ phụ nhìn thoáng qua diệp quang trong lòng thở dài cuối cùng không nói gì nữa như nàng suy đoán hai tiểu gia hỏa này khẳng định là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó đều là người có chủ kiến chẳng qua đứa con này vẫn là phải sinh nghĩ đến đây mỹ phụ lại cường điệu một lần nữa nam tình không chỉ có nội mị chi thể mà còn có danh xưng mẫu thân đúng lúc này dạ nam tình đột nhiên cắt lời mỹ phụ nàng nhìn mỹ phụ có chút nổi giận nếu không ngăn cản còn không biết mẫu thân sẽ nói ra những lời đáng xấu hổ gì nữa. Nhìn thấy dạ nam tình ngăn cản, Mỹ Phụ thấp giọng thở dài. Các ngươi nói chuyện đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quang đang nghe chuyện trên TV audio CV thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngoại trừ nội mị chi thể, còn có cái gì? Lúc này, dạ nam tình đi đến bên cạnh Diệp Quang, nàng nhìn Diệp Quang. Đang suy nghĩ gì thế? Diệp Quang trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Dạ nam tình lắc đầu cười một tiếng, nàng biết, nam nhân này khẳng định là đang suy nghĩ viễn vông. Diệp quan chân thành nói. Nam tình cô nương, mẫu thân ngươi hết sức lo lắng cho ngươi. Dạ nam tình khẽ gật đầu. Ta biết. Diệp quan cười nói. Nhưng ngươi thật giống như không có chút lo lắng nào cho mình. Dạ nam tình mỉm cười nói. Ta cũng không có kẻ địch gì, chính mình lo lắng cho mình làm cái gì trong mắt diệp quang lóe lên một vệt phức tạp nam tình cô nương ở chung cùng với ngươi ta phát hiện ra một sự kiện dạ nam tình nhìn về phía diệp quang sự kiện gì diệp quang chân thành nói ngươi có chút thần bí dạ nam tình nở nụ cười xinh đẹp nói phải không diệp quang gật đầu ban đầu khi thấy ngươi ngươi cho ta cảm giác tựa như là một nữ tự yếu đuối bởi vậy ta sinh lòng thương hại đối với ngươi không hy vọng ngươi trở thành quân cờ công cụ thông gia hy vọng cho ngươi một cách giải quyết tốt mà đến bây giờ ta phát hiện ra một số ý nghĩ của ta là sai lầm dạ nam tình nhìn diệp quang không nói gì diệp quang tiếp tục nói ngươi rất bình tĩnh cho tới nay ngươi cũng rất bình tĩnh bao gồm tuế nguyệt nghịch hành giả đột kích trước đó ngươi cũng biểu hiện rất bình tĩnh có được phần trấn định này hoặc là trái tim lớn hoặc là nói đến đây hắn nhìn thoáng qua dạ nam tình mỉm cười không có nói tiếp dạ nam tình cười nói hoặc là cái gì diệp quang đột nhiên kéo tay dạ nam tình dạ nam tình cũng là không có phản kháng mặc cho diệp quang lôi kéo diệp quang nhìn nữ tử trước mặt trong mắt tràn đầy nghi hoặc bởi vì hắn phát hiện ra nữ tử trước mắt thật sự chỉ là tuế nguyệt tiên cảnh chẳng lẽ mình đoán sai rồi diệp quang cao mày dạ nam tình nhìn diệp quang khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên diệp quang nói trong lòng tháp gia nàng thật sự chính là tuế nguyệt tiên cảnh sao tháp nhỏ bình tĩnh nói ta chẳng qua là một cái tháp vẻ mặt của diệp quang lập tức liền đen lại ngươi lại coi ngươi là một cái tháp lúc này dạ nam tình đột nhiên nói diệp công tử ngươi đang làm cái gì diệp quang thu hồi suy nghĩ hắn nhìn thoáng qua chân trời sau đó nói nam tình cô nương hôm nay chúng ta liền sẽ thành thân dạ nam tình gật đầu ừm phản ứng rất bình thản diệp quang lập tức hơi nghi hoặc một chút em gái này chẳng lẽ thật sự chỉ là tuế nguyệt tiên cảnh mà không phải đang giả heo ăn thịt hổ dạ nam tình nhìn diệp quang mặt mũi tràn đầy nghi ngờ khóe miệng nở nụ cười khó phát giác nam nhân này đang bắt đầu hoài nghi nàng diệp quang nhìn thoáng qua dạ nam tình trong lòng mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Lúc này, một vị cung nữ đột nhiên bước nhanh đi đến trước mặt hai người, cung kính thi lễ. Công chúa Điện Hạ, Diệp Công Tử, còn mời dời bước đến trang điện thay y phục. Diệp Quang khẽ gật đầu. Được. Hai người đi theo cung nữ đi về phía nơi xa. Lúc này, dạ nam tình đột nhiên nói. Diệp Công Tử. Diệp Quang nhìn về phía dạ nam tình. Làm sao? Dạ nam tình nhìn hắn, chân thành nói. Có thể buông tay ta ra không? Diệp quan hơi sững sờ, sau đó vội vàng buông tay dạ nam tình ra, cũng không xấu hổ, miễn cười. Tay nam tình cô nương miệng màng trắng nõn, mềm mại không xương, cầm vậy mà cảm giác như không có cầm, thực sự hiếm thấy. Tháp nhỏ lập tức có chút chấn kinh. Kẻ này đi địa cầu một chuyến trở về, làm sao hiểu được bắt đầu treo trọc nữ tử rồi. Trước kia cái tên này thế nhưng là người trung thực chẳng lẽ thật sự là bởi vì duyên cớ phong ma huyết mạch phong ma huyết mạch dạ nam tình nhìn diệp quang lắc đầu cái tên nhà ngươi có chút không thành thật lời tuy nói như thế nhưng nàng cũng không có tức giận bởi vì nam nhân trước mắt ánh mắt trong veo cũng không có ý khinh bạc khinh nhờn diệp quang nhìn dạ nam tình trước mắt mỉm cười nam tình cô nương không phải bình nữ tử bình thường đối với sự tình tình yêu nam nữ này hẳn là cực kỳ xem nhẹ chẳng qua ta ngược lại là có một đề nghị nhỏ dạ nam tình nhìn về phía diệp quang đợi đoạn sau diệp quang cười nói tu đạo tu đạo tu thần tính diệt sạch nhân tính càng tu về sau càng cô độc tịch mịch nam tình cô nương bây giờ tuổi tác cũng không lớn ở độ tuổi này không cần thiết phải một lòng truy cầu đại đạo khói lửa nhân gian này nhìn nhiều một chút cảm thụ nhiều một chút cũng là cực tốt đây là cảm thụ chân thực của hắn sau khi đi đến địa cầu một chuyến người sống chính là vì trường sinh cùng với đại đạo cũng không khỏi quá không thú vị nhân sinh không nên không thú vị như thế dạ nam tình nhìn thoáng qua diệp quang nếu như không tu ra thần tính kết quả là hóa thành một đống tro bụi đây chẳng phải là càng không có ý nghĩa diệp quang khẽ gật đầu nói có lý hắn nhìn thoáng qua dạ nam tình trong lòng có chút chấn kinh cùng với nghi hoặc Nữ nhân này thế mà biết thần tính cùng với nhân tính, chẳng lẽ nàng thật sự chính là một vị tuyệt thế đại lão? Nhưng không nên chứ. Nàng cũng chẳng qua mới 20 tuổi. Trên đời này còn có người càng yêu nghiệt hơn so với chính mình. Diệp Quang khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh, hai người tới trong một gian cung điện, một vị cung nữ bước nhanh đi đến trước mặt Dạ Nam Tình, cung kính thi lễ. "Công chúa, mời đi theo nô tỳ." dạ nam tình gật đầu đi theo cung nữ vào bên trong nội điện một bên mà một vị cung nữ khác cũng đi đến trước mặt diệp quang hơi hơi thi lễ diệp công tử mời đi theo nô tỳ thay quần áo diệp quang gật đầu ở nơi chân trời nào đó một vị nam tử nhìn xuống cung điện phía dưới mỉm cười người này chính là chủ nhân đại đạo bút mà ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút còn có một vị nam tử đi theo nam tử này lại là vô biên chủ ở địa cầu kia chủ nhân đại đạo bút nói như thế nào vô biên chủ trầm giọng nói tình huống cực kỳ không ổn chủ nhân đại đạo bút hiếp hai mắt lại có ý tứ gì vô biên chủ nhìn chủ nhân đại đạo bút nữ tử áo bào trắng kia bảo ta mang một câu nói cho ngươi ngươi mà ra tay nàng liền giết ngươi mẹ nó chủ nhân đại đạo bút lập tức đột nhiên giận dữ dám uy hiếp ta lão tử thà chết chứ không chịu khuất phục vô biên chủ nói nàng là nghiêm túc chủ nhân đại đạo bút chuyện lập tức xoay chuyển tranh đấu ở giữa tiểu bối ta xác thực không tiện nhúng tay vô biên chủ xem thường nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút không thể không nói vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút tại thời khắc này là phi thường khó coi uy hiếp lại dám uy hiếp y còn có thiên lý hay không có còn vương pháp hay không mẹ nó quả thực là khinh người quá đáng vô biên chủ nhìn xuống phía dưới trầm giọng nói ngươi cảm thấy tiểu điêu mau này có thể thành cùng với nữ nhân kia chủ nhân đại đạo bút nhìn phía dưới nói khẽ không biết vô biên chủ cao mày chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói nữ nhân này không đơn giản ta cũng không tiện can thiệp quá nhiều chỉ có thể sáng tạo cho mỗi người bọn hắn một cái cơ hội nếu như có thể thành tự nhiên là cực tốt nếu như không thể thành nói đến đây trong mắt y lóe lên một tia ý vị không hiểu nếu như không thể thành đối với tên tiểu tử này mà nói cũng không phải chuyện gì xấu ngược lại trước gieo xuống một phần thiện nhân về phần cuối cùng kết quả gì liền xem chính bọn hắn vô biên chủ có chút lo lắng ngươi liền không sợ kết ác quả chủ nhân đại đạo bút lắc đầu sẽ không vô biên chủ không hiểu vì sao chủ nhân đại đạo bút cười nói kết ác quả phải có ác niệm tên tiểu tử này mặc dù có chút háo sắc nhưng lại không có ác niệm gì đã không có ác niệm làm như thế nào lại kết ác quả vô biên chủ sau khi yên lặng một lúc lâu nói vị nữ tử áo bào trắng kia vì sao không trực tiếp ra tay với hắn chủ nhân đại đạo bút nói bởi vì nàng biết nàng cho dù ra tay cũng không giết được tiểu gia hỏa này, trừ phi nàng chơi đồng quy vu tận. Hơn nữa, nàng cũng không cần thiết ra tay, bởi vì trăm năm sau, vũ trụ kiếp cuối cùng sẽ bùng nổ, đối với nàng mà nói, chẳng qua là chờ thêm một đoạn thời gian mà thôi. Nói xong, y dừng một chút, lại nói: "Chân chính không đợi được, là những tuế nguyệt nghịch hành giả sắp hao hết tuổi thọ kia, bọn hắn không đợi được trăm năm thời gian. Mà lần này nàng uy hiếp ta, cũng là biểu lộ một cái thái độ đó chính là nàng ủng hộ những tuế nguyệt nghịch hành giả đó mà mục đích của nàng cũng rất đơn giản tên tiểu tử này chỉ cần dám gọi người vậy liền tự phá đạo tâm khi đó chân thần liền rốt cuộc không đợi được một người vô địch nói đến đây y thấp giọng thở dài nàng mới thật sự là người ở vào thế bất bại vô biên chủ trầm giọng nói tình huống bây giờ rất tồi tệ theo tin tức ta dò xét được bọn hắn hiện tại sở dĩ không có động thủ có hai nguyên nhân Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì ngươi, ngươi ở trong này, bọn hắn không dám chân chính động thủ, nhưng bây giờ, ngươi không có cách nào lại ra tay. Chủ nhân đại đạo bút nói. Thứ hai là bọn hắn đang chờ người. Vô biên chủ gật đầu. Chủ nhân đại đạo bút có chút hiếu kỳ. Đang đợi người nào? Vô biên chủ trầm giọng nói. Đệ nhất tộc. Đệ nhất. Chủ nhân đại đạo bút bỗng nhiên co rụt đồng tử lại mẹ nó ngươi nhanh đi chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ một chuyến gọi bọn họ tới cứu viện vô biên chủ cao mày rất mạnh chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm vô biên chủ thấy chân ta rung không vô biên chủ chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói nhanh đi gọi bọn họ tới trợ giúp nhất định phải để người mạnh nhất tới thấy vẻ mặt nghiêm túc vô cùng của chủ nhân đại đạo bút vô biên chủ biết vấn đề này rất nghiêm trọng ngay lập tức không lãng phí thời gian nữa, quay người tan biến ở tại chỗ. Chủ nhân đại đạo bút ngẩng đầu nhìn về phía thâm không, trong mắt có một vệt lo lắng. Bọn hắn lần này là chơi thật. Phía dưới, trong hoàng cung. Diệp Quang đã thay một bộ hỉ bào đỏ, phía trên hỉ bào, còn vẽ kim long chính trảo, kim long quấn quanh, sinh động như thật, thần thái uy vũ bá khí, khiến cho Diệp Quang cũng nhiều thêm một chút uy nghiêm. Ngoại hình của Diệp Quang vốn là cực cao, ở dưới sự phụ trợ của hỉ bào đẹp đẽ này càng lộ vẻ phong thần như ngọc khí chất xuất chúng khiến cho mấy vị cung nữ mặc quần áo cho hắn thỉnh thoảng đỏ mặt nhìn trộn một chút lúc này một vị nữ quan đi đến nàng bước nhanh đi đến trước mặt diệp quang diệp công tử mời đến vĩnh dạ điện bái đường diệp quang gật đầu được bởi vì nguyên nhân đặc thù bởi vậy hai bên đều giảng lược rất nhiều quá trình bằng không ở dưới tình huống bình thường quá trình thành thân ít nhất phải mất 3 ngày 3 đêm. Mà bây giờ là trực tiếp bái đường thành thân. Diệp Quang không có suy nghĩ nhiều, đi theo nữ quan đi vào Vĩnh Dạ Điện, mới vừa tiến vào Vĩnh Dạ Điện, một đám ánh mắt trong điện chính là quan qua. Lúc này trong Vĩnh Dạ Điện tụ tập một đám đại thần hạch tâm Vĩnh Dạ Đế quốc, còn có giới chủ đến từ các giới, có thể nói, người có quyền thế tại Vĩnh Dạ Đế quốc đều tới. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quang có ánh mắt tò mò, có ánh mắt nghi ngờ, cũng có ánh mắt không có hảo ý. Đối với vĩnh dạ gia tộc đột nhiên thông gia, rất nhiều thế lực đều là phi thường tò mò, bởi vì chuyện này thật sự là quá nhanh. Ở dưới tình huống bình thường, đều là phải đính hôn trước, nhưng bây giờ, lại trực tiếp bái đường thành thân. Có vài người đã ngửi được mùi vị âm mưu. Mà trong điện, còn có một nữ tử diệp quan từng thấy, chính là vị dạ nam phong kia, vào giờ phút này, Dạ Nam Phong cũng đang nhìn hắn. Diệp Quang bỏ qua mọi người, hắn nhìn về phía Dạ Nam Tình đứng trong đại điện, lúc này Dạ Nam Tình đội mũ phượng quàng khăn vai, mặt che khăn đỏ cô dâu, không nhìn thấy dung mạo chân thực. Diệp Quang chậm rãi đi đến bên cạnh Dạ Nam Tình, lúc này, một vị nữ quan đột nhiên nói. "Cúi đầu." "Cúi đầu." Diệp Quang cùng với Dạ Nam Tình đang muốn bái, đúng lúc này, một lão giả bên phải đột nhiên đi ra, lão giả nói thẳng: chậm đã nghe vậy tất cả mọi người giữa sân nhìn về phía lão giả trên long ỷ dạ quân cao mày lão giả này là gia chủ vĩnh hằng gia tộc vĩnh dạ thành dạ cổ lần này đứng ra tự nhiên là không muốn vĩnh dạ gia tộc cùng với quan huyền vũ trụ thông gia đây chính là cường cường liên hợp một khi hai bên thật sự thông gia thành công vậy sau này cảm giác tồn tại của vĩnh hằng gia tộc tại vĩnh dạ đế quốc này liền thấp hơn dưới tình huống bình thường lão tự nhiên là không dám đứng ra quấy rối nhưng bây giờ lão có thật nhiều thế gia cùng với các đại giới chủ ủng hộ rõ ràng đều là không muốn một nhà vĩnh dạ gia tộc độc đại dạ cổ hơi hơi thi lễ đối với dạ quân bệ hạ lão thần cảm thấy liền thành thân như vậy thực sự không hợp quy củ dạ quân lộ ra thần sắc bình tĩnh không hợp quy củ dạ cổ gật đầu đúng vậy nam tình là công chúa cao quý của vĩnh dạ đế quốc chúng ta hôn sự của nàng há có thể là trò đùa ở dưới tình huống bình thường hai bên hẳn là phải đính hôn trước sau đó chiêu cáo thiên hạ để vạn dân biết được sau đó lại chọn ngày lành tháng đẹp thành hôn mà bây giờ tha thứ cho ta nói thẳng dân gian đều đã đang lưu truyền nói vĩnh dạ đế quốc chúng ta giống như là sợ công chúa không gả ra được vội vàng để nàng thành hôn cùng với người khác như thế thanh âm rơi xuống bên cạnh lập tức có vô số người phụ họa. Dạ quân nhìn chầm chầm dạ cổ, im lặng không nói. Y biết, việc này xác thực không hợp quy củ, nhưng Y không có cách nào, nếu như không định ra sớm một chút, chỉ sợ sẽ có biến số. Dạ cổ tiếp tục nói. Bệ hạ, công chúa thành thân, đây không chỉ là việc tư của bệ hạ, mà còn liên quan đến mặt mũi của vĩnh dạ đế quốc chúng ta, thực sự không nên qua loa như vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng không có thấy thành ý của quan huyền vũ trụ đối với vị dịp công tử này chúng ta càng là hoàn toàn không biết gì cả qua loa như vậy người không biết còn cho rằng công chúa của vĩnh dạ đế quốc chúng ta là không có ai muốn dạ quân cao mày y không thể phản bác y nhìn thoáng qua mọi người sau lưng dạ cổ rõ ràng có không ít thế gia cùng với giới chủ đều đứng ở bên dạ cổ lúc này bầu không khí ăn mừng ban đầu trong điện lập tức trở nên có chút đè nén ngân trọng dạ quân nhìn về phía diệp quang diệp quang mỉm cười đối với y ra hiệu y an tâm nhìn thấy diệp quang ra hiệu dạ quân lập tức yên tâm một chút đúng lúc này một nam tử trung niên đột nhiên đi vào trong điện người tới chính là chủ nhân đại đạo bút nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút rất nhiều người có mặt đều là nhíu mày bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra chủ nhân đại đạo bút chủ nhân đại đạo bút đi đến trước mặt dạ cổ ngươi chính là dạ cổ Dạ cổ nhíu mày. Ngươi là ai? Chủ nhân đại đạo bút đưa tay đè ép. Bịch. Dạ cổ trực tiếp bị trấn áp quỳ trên mặt đất. Sắc mặt của mọi người trong điện lập tức kịch biến, mấy cổ khí tức ép thẳng đến chủ nhân đại đạo bút, chủ nhân đại đạo bút vất tay áo vung lên, những cổ khí tức kia lập tức tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, cả đám giữa sân đều là hoảng hốt. Mà lúc này, dạ quân trên long ỷ đột nhiên nói, chư vị chớ có vô lễ vị này chính là chủ nhân đại đạo bút tiền bối chủ nhân đại đạo bút lời vừa nói ra mặt mũi của mọi người trong điện đều là tràn đầy ngạc nhiên đối với chủ nhân đại đạo bút bọn hắn tự nhiên là biết được lúc trước tiên tổ vĩnh dạ đế quốc sở dĩ có thể kiến quốc còn là nhờ vào người này người này vẫn còn sống chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua mọi người trong điện sau đó nói các ngươi ai còn có vấn đề đi ra luận bàn một chút mọi người nhìn thoáng qua dạ cổ bị ép trên mặt đất không thể động đậy đều là yên lặng không nói dưới khăn đỏ che mặt dạ nam tình nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa không nói gì phát giác được ánh mắt của nữ tử chủ nhân đại đạo bút nheo mắt trong lòng có chút chột dạ vội vàng đi đến một bên tiếp tục bái đường đi nữ quan vội vàng nói cúi đầu rất nhanh ba bái hoàn tất Đợi bái xong, nữ quan nói. Đưa vào động phòng. Cứ như vậy, ở trong mắt của mọi người, Diệp Quang mang theo dạ nam tình đi về phía nội điện. Chờ sau khi dạ nam tình cùng với Diệp Quang rời đi, chủ nhân đại đạo bút liếc mắt nhìn mọi người giữa sân, lãnh đạm nói. Có người không phục sao? Đi ra hai bước. Mọi người. Trên long ỷ dạ quân lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, y sở dĩ nhanh như vậy liền đáp ứng sự tình giữa diệp quang cùng với dạ nam tình nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì vị chủ nhân đại đạo bút này là thật sự đánh không lại vị đại lão này hơn nữa đánh vị chủ nhân đại đạo bút này ngươi còn không thể gọi tổ bởi vì tổ tông ngươi nhận biết đối phương ngươi gọi đi ra còn chưa biết tổ tiên sẽ đánh ai chủ nhân đại đạo bút lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người trong điện không nói gì thêm Y đương nhiên sẽ không nói rõ lý do hoặc là giảng đạo lý với đám người này, loại thế gia tranh quyền đoạt lợi nội bộ đế quốc này, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mắt, căn bản không nhìn thấy phía sau. Ngươi giảng đạo lý cùng với bọn hắn, bọn hắn chính là đàn gãy tai trâu. Chỉ một câu, không phục liền đánh phục. Trong phòng, Dạ Nam Tình ngồi ở trên giường, chờ đợi Diệp Quang vén khăn cô dâu. Diệp Quang đi đến trước mặt Dạ Nam Tình, hắn chậm rãi vén khăn đỏ cô dâu của Dạ Nam Tình một tấm dung nhan tuyệt thế lộ ra dạ nam tình nhìn diệp quang không nói gì diệp quang mỉm cười thật xinh đẹp dạ nam tình nói phải không diệp quang gật đầu dạ nam tình nói tiếp theo làm cái gì diệp quang trừng mắt nói động phòng dạ nam tình nhìn diệp quang được diệp quang sửng sốt dạ nam tình khiêu khích nói Tới đây. Diệp Quang im lặng. Hiện tại nữ tử làm sao còn bạo hơn nam tử? Diệp Quang lắc đầu cười một tiếng, hắn đột nhiên nắm tay Dạ Nam Tình, ở sâu trong đôi mắt của Dạ Nam Tình lóe lên một tia hàng khí, nhưng vào lúc này, Diệp Quang nói: "Nam Tình cô nương, máu của ta tương đối đặc thù, đối với ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp, về phần liệu có thể trợ giúp ngươi đột phá công cùng xiền xích huyết mạch của chính mình không, liền nhìn chính ngươi." Nói xong, Cổ tay của hắn cùng với cổ tay của Dạ Nam Tình đồng thời nứt ra, tiếp theo, máu tươi phun ra từ cổ tay hắn, sau đó tràn vào trong cơ thể của Dạ Nam Tình. Dạ Nam Tình hơi sững sờ. Truyền máu. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quang trước mặt, trong mắt đẹp mang theo một chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, nam nhân trước mắt này vậy mà đang truyền máu cho nàng. Vào giờ khắc này, nàng nghĩ đến lời hứa của nam nhân này với nàng trước đó. Hắn là nghiêm túc trong mắt dạ nam tình lóe lên một vệt cảm xúc phức tạp lúc này diệp quang lại nói nam tình cô nương lực lượng huyết mạch của ta này cực kỳ bá đạo ngươi thử trước một chút xem có thể hay không từ bên trong lực lượng huyết mạch này thu hoạch được một chút chỗ tốt dạ nam tình nhìn diệp quang ánh mắt của diệp quang thư thái chân thành dạ nam tình sau khi im lặng một lúc lâu nàng nhẹ nhàng thu hồi tay ngọc sau đó trở tay lướt qua chỗ cổ tay của diệp quang vết thương lập tức khôi phục diệp quang không hiểu dạ nam tình bình tĩnh nói ta cũng không thèm để ý đề thăng huyết mạch diệp quang nghi hoặc vì sao dạ nam tình nhìn diệp quang không nói gì diệp quang suy nghĩ một chút sau đó chân thành nói nam tình cô nương ở trong khoảng thời gian ở chung với ngươi này ta thấy ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường cũng có thể có kế hoạch riêng của mình nhưng ta muốn nói là ba loại huyết mạch này của ta vô cùng đặc thù đối với ngươi hẳn là có chỗ tốt dạ nam tình gật đầu huyết mạch này của ngươi quả thật có thể đề thăng vĩnh dạ huyết mạch diệp quang vội vàng nói vậy ngươi nên hấp thu thật tốt mới đúng dạ nam tình lại là lắc đầu đây không phải hấp thu đây là đang thay máu mặt mũi diệp quang tràn đầy nghi hoặc thay máu dạ nam tình khẽ gật đầu ngươi cứ như vậy đưa máu vào trong cơ thể ta không phải thay máu thì là cái gì diệp quang suy nghĩ một chút sau đó nói bằng không phải làm như thế nào dạ nam tình nói có hai loại phương pháp loại thứ nhất ngươi kích hoạt lực lượng huyết mạch sau đó để cho ta cưỡng ép thôn vệ lực lượng huyết mạch của ngươi diệp quang lập tức lộ vẻ mặt khó xử làm như thế thương tổn đối với hắn là phi thường lớn thế là hắn vội vàng nói loại thứ hai thì sao Dạ nam tình nhìn chầm chầm ánh mắt của Diệp Quang. Song tu. Song tu. Nghe được câu này, biểu lộ của Diệp Quang trực tiếp cứng đờ. Dạ nam tình thu hồi ánh mắt. Ngươi không cần cho ta lực lượng huyết mạch, ta cũng không cần đến. Diệp Quang không hiểu. Vì sao? Dạ nam tình bình tĩnh nói. Trong cơ thể ta căn bản không có vương đạo huyết mạch. Sắc mặt của Diệp Quang biến hóa. Có ý tứ gì? ngươi không phải vĩnh dạ gia tộc. Dạ nam tình nhìn thoáng qua Diệp Quang. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng trực tiếp nằm trên giường chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quang nhìn thoáng qua dạ nam tình nằm trước mặt, im lặng không nói, nữ nhân này càng ngày càng có chút thần bí. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quang đứng dậy liền muốn rời khỏi phòng, lúc này, dạ nam tình đột nhiên nói. Ngươi nếu như ra ngoài, ngày mai liền sẽ lưu truyền sôi sùng sục diệp quang suy nghĩ một chút sau đó ngồi vào một bên hắn nhìn dạ nam tình trước mặt không nói gì dạ nam tình thì nhìn thẳng hắn ngươi nhìn ta làm gì diệp quang suy nghĩ một chút sau đó nói nam tình cô nương ta có một loại cảm giác đó chính là ngươi một mực đang nhìn xuống ta dạ nam tình nhìn chằm chằm diệp quang không nói gì diệp quang nhìn thẳng dạ nam tình ta nói đúng không dạ nam tình không nói gì Diệp Quang cười cười, sau đó nói: Chúng ta cho dù không phải vợ chồng thật sự, nhưng cũng sẽ không phải là địch nhân, đúng không? Dạ Nam Tình cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quang. Ngươi thật sự không biết? Diệp Quang nghi hoặc. Biết cái gì? Dạ Nam Tình sau khi nhìn Diệp Quang một lúc lâu, nói: Xem ra, ngươi thật sự không biết. Diệp Quang lại là nghe lơ ngơ. Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu, không biết liền không biết đi diệp quang đi đến bên cạnh dạ nam tình ngồi xuống sau đó nói nam tình cô nương có thể nói thẳng hay không dạ nam tình nhìn thoáng qua diệp quang không nói lời nào diệp quang lập tức có chút im lặng dạ nam tình đột nhiên nói tháp nhỏ kia của ngươi có thể cho ta mượn nghiên cứu một chút không diệp quang gật đầu có thể dạ nam tình nhìn chằm chằm diệp quang ngươi chắc chắn chứ diệp quang lắc đầu cười một tiếng đây có gì mà không chắc chắn nói xong hắn mở lòng bàn tay ra tháp nhỏ chậm rãi bay tới trước mặt dạ nam tình dạ nam tình nói ngươi biết trình độ trân quý của tháp này không diệp quang gật đầu biết đây chính là bảo tháp từng được thiên mệnh cô cô cải tạo dạ nam tình nói vậy ngươi còn cho mượn diệp quang suy nghĩ một chút sau đó nói nam tình cô nương ngươi dài dòng như vậy ta thế nhưng là có chút không thích dạ nam tình khẽ lắc đầu xem ra ngươi không biết thứ này quý giá như thế nào diệp quang nhíu mày nói thế nào dạ nam tình bình tĩnh nói không muốn nói biểu lộ của diệp quang cứng đờ hắn rất muốn nói một câu con bà nó diệp quang đi đến trên ghế một bên ngồi chậm rãi nắm hai mắt lại bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Dạ nam tình nhìn thoáng qua Diệp Quang có chút phụng phiệu, khóe miệng nổi lên một nụ cười, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía tháp nhỏ trong tay, lông mày hơi hơi nhăn. Thời gian Khiến cho thời gian trôi qua trở nên chậm, mà còn chậm nhiều như thế, đây đã không chỉ là sờ đạo, mà là siêu việt đại đạo. Không chỉ như thế, còn thuộc về là lại mở một đạo ở bên ngoài đạo, đồng thời, đạo này còn mạnh hơn so với đại đạo. Đơn giản mà nói, đây không chỉ là chính mình mở một đạo, còn dùng đạo của chính mình áp chế đại đạo. Thủ đoạn như thế, cho dù là vị chủ nhân đại đạo bút kia, cũng chẳng qua là trưởng khống đạo mà thôi, cũng không phải siêu việt đại đạo đúng nghĩa. Ánh mắt của dạ nam tình lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, dạ nam tình quay đầu nhìn về phía Diệp Quang một bên, lúc này, Diệp Quang căn bản không có lại tu luyện, mà là đã ngủ. Như vậy cũng có thể ngủ dạ nam tình khẽ lắc đầu chậm rãi nhắm hai mắt lại cứ như vậy một đêm trôi qua sáng hôm sau diệp quang trên ghế mở hai mắt ra hắn duỗi cái lưng mệt mỏi sau đó nhìn về phía dạ nam tình trên giường nơi xa dạ nam tình cũng chưa có tỉnh diệp quang đứng dậy rời khỏi phòng ở bên ngoài gian phòng mấy vị cung nữ đã sớm chờ đợi sẵn khi thấy diệp quang đi tới mấy vị cung nữ vội vàng cúi đầu diệp quang ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thân hình rung lên người đã ở trong một mảnh đám mây ở trước mặt hắn cách đó không xa chính là chủ nhân đại đạo bút diệp quang nói tiền bối chúng ta rời đi chủ nhân đại đạo bút nói còn phải chờ một chút diệp quang nhíu mày chủ nhân đại đạo bút lắc đầu dạ quân còn chưa có giải quyết hết thảy thế lực trong nội bộ vĩnh dạ đế quốc muốn mở ra vĩnh dạ đại trận nhất định phải do toàn bộ giới cùng nhau phối hợp diệp quang có chút hiếu kỳ vĩnh dạ giới này đến cùng là dạng tồn tại gì chủ nhân đại đạo bút nói một tòa đại trận đặc thù kiến tạo năm đó công năng của nó chính là có thể áp chế tu vi của những tuế miệt nghịch hành giả đó suy yếu thực lực của bọn hắn tòa đại trận này năm đó là ta giúp đỡ cùng kiến tạo nếu để cho chúng ta thời gian cũng sẽ có thể xây một tòa nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian kia diệp quang khẽ gật đầu lại nói Tuế Nguyệt nghịch hành giả hiện tại có động tĩnh gì không? Chủ nhân đại đạo bút không nói gì, chẳng qua là trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Diệp Quang vừa vặn bắt được vệt lo lắng này, lòng của hắn trầm xuống, hỏi. Không phải là nữ tử áo bào trắng kia muốn đích thân ra tay đó chứ? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Nàng nếu như tự mình ra tay, vậy thì còn tốt, bởi vì như thế, ngươi liền có thể gọi người mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Diệp Quang yên lặng nữ nhân này nếu như ra tay vậy hắn liền thật sự chỉ có thể gọi người là người khác hắn còn sẽ cương liều một phen thế nhưng đối mặt với nữ tự áo bào trắng hắn sẽ trực tiếp lựa chọn nằm ngửa bởi vì thực sự đánh không lại chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói ngươi cùng với vị nam tình cô nương kia như thế nào diệp quang thu hồi suy nghĩ nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút cái gì như thế nào chủ nhân đại đạo bút nhìn trầm trầm diệp quang thành thân rồi diệp quang gật đầu đúng vậy chủ nhân đại đạo bút cau mày nhìn thấy vẻ mặt của diệp quang diệp quang lập tức hơi nghi hoặc một chút tên gia hỏa này làm sao cổ cổ quái quái chủ nhân đại đạo bút giật giật bờ môi dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không có nói diệp quang trầm giọng nói tiền bối có xác định được có bao nhiêu tuế nguyệt nghịch hành giả sắp tới Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Trước mắt không biết. Sắc mặt của Diệp Quang trầm xuống. Chủ nhân đại đạo bút nói. Chờ sau khi giả quân bình định những thế lực trong nội bộ vĩnh giả đế quốc, ta liền để bọn hắn khởi động vĩnh giả đại trận này, sau đó mang theo nhánh vĩnh giả quân đoàn kia rời đi. Dù sao, chiến trường không thể ở trong đây, bằng không, sẽ tạo thành thương tổn thảm trọng cho vĩnh giả đế quốc. Diệp Quang gật đầu. Có thể, nói đến đây hắn nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút chúng ta còn có bao nhiêu thời gian chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lúc lâu nói liền xem đệ nhất tộc kia lúc nào đến diệp quan cao mày đệ nhất tộc chủ nhân đại đạo bút gật đầu vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng ta đã để cho người ta đi thông tri đám người chân vũ trụ từ nhu để cho các nàng lập tức phái cường giả đuổi đến bên này diệp quan trầm giọng nói tiền bối hãy nói một chút về đệ nhất tộc đi. Chủ nhân đại đạo bút nói. Đệ nhất tộc này, đến từ hơn 50 tỷ năm trước, năm đó chủng tộc này là tộc mạnh nhất thời đại kia, loại vô địch đến tịch mịch kia, sau đó, tộc trưởng của bọn hắn vì siêu việt đại đạo, đạt được vĩnh sinh, làm một kiện sự tình diệt sạch nhân tính, gã mang theo nhiều vị cường giả đỉnh cấp bên trong tộc. Bắt đầu điên cùng thôn vệ huyết mạch cùng với tu vi tộc nhân khác, để cầu đánh vỡ một tầng gông cùng xiềng xích tự thân cuối cùng kia diệp quang hỏi thành công chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói thất bại diệp quang sửng sốt chủ nhân đại đạo bút nhìn diệp quang mặc dù thất bại thế nhưng bảy người bọn hắn lại đạt được lực lượng toàn tộc thực lực tu vi đạt được tăng lên to lớn mà bây giờ tính toán tuổi thọ của bọn hắn hẳn là cũng sắp hao hết diệp quang đột nhiên hỏi tiền bối, ngươi là vĩnh sinh sao? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ngươi đoán xem. Diệp quan trầm giọng nói. Cho dù không phải vĩnh sinh, ngươi hẳn là cũng còn có không ít tuổi thọ. Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng, không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói. Nếu như khai chiến toàn diện, thực lực của chúng ta bây giờ vẫn là kém xa tiếp tắp bọn hắn. Nói đến đây, y lắc đầu nếu như có thể có nhiều thêm một chút thời gian liền tốt hoặc là nói xong y nhìn thoáng qua dạ nam tình ra khỏi phòng phía dưới trong lòng thở dài một lần nữa nếu như nữ nhân này nguyện ý tương trợ cũng là có thể có nhiều thêm một chút thời gian nhưng hiện tại xem ra quan hệ giữa hai người này còn chưa có đến mức đó phía dưới cổng dạ nam tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn chủ nhân đại đạo bút ánh mắt bình tĩnh như nước không có chút gợn sóng nào chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói ta muốn rời khỏi một khoảng thời gian, không sai biệt lắm 3 đến 5 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Quang có chút hiếu kỳ. Tiền bối ngươi đây là muốn đi nơi nào? Chủ nhân đại đạo bút hiếp hai mắt lại. Triệu tập bộ hạ cũ, cùng nhau đánh bọn hắn. Diệp Quang lập tức mừng rỡ. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quang. Ngươi nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta, thành lập trật tự mới, nếu như ngươi dám lừa phỉnh ta ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi diệp quang nghiêm mặt nói tiền bối yên tâm người dương gia chúng ta từ trước tới giờ không gạt nói đến đây nhìn thấy mặt chủ nhân đại đạo bút như sương lạnh ánh mắt bất thiện hắn vội vàng ngừng lại uy tín của gia tộc chết tiệt này hoàn toàn là bằng không diệp quang có chút im lặng uy tín cùng với thanh danh của người dương gia đều bị cha già cùng với ông nội làm cho mất tráo chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói ta vẫn tin tưởng ngươi diệp quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút chủ nhân đại đạo bút nói ngươi cùng với cha ngươi còn có ông nội ngươi khác biệt ngươi không cực đoan cũng không lòe loẹt thiện tâm nhân nghĩa ta tin tưởng ngươi nếu thật sự cầm quyền chắc chắn sẽ thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới diệp quang khẽ gật đầu cảm tạ tiền bối tín nhiệm chủ nhân đại đạo bút cười cười sau đó nghiêm mặt nói ba ngày trong ba ngày ta không có ở đây này ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận diệp quang nói ta hiểu rõ chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu không nói gì nữa quay người tan biến ở phần cuối tinh không diệp quang nhìn về phía phần cuối tinh không nói khẽ thành lập trật tự mới nói xong trong mắt hắn lóe lên một vệt phức tạp đối với chủ nhân đại đạo bút hắn xác thực không có ý tứ lừa dối hoặc là lừa gạt chẳng qua đối với cái trật tự mới này của chủ nhân đại đạo bút hắn lại vẫn còn có chút không tán đồng mà đối với chuyện này hắn cũng có một chút ý nghĩ của mình đương nhiên ý nghĩ này vào trước khi không có thực lực tuyệt đối cũng chỉ có thể là ý nghĩ chờ sau khi có thực lực đầy đủ đến lúc đó sẽ thương lượng một thoáng thật tốt cùng với chủ nhân đại đạo bút xem thử độ khả thi của ý nghĩ này đối với chủ nhân đại đạo bút Hắn tự nhiên không có bất kỳ kinh thị gì, tương phản, hắn sẽ còn càng ngày càng nể trọng đối phương. Phải biết rằng, lần này nếu như không có mặt mũi của đối phương, vĩnh giả đế quốc này căn bản sẽ không để ý hắn. Không thể không nói, tại vũ trụ mênh mông này, năm chữ chủ nhân đại đạo bút này vẫn là vô cùng dễ dùng. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quang, người tới chính là Dạ Nam Tình. Diệp Quang nhìn về phía Dạ Nam Tình, dạ nam tình đã thay một bộ váy lụa màu xanh nhạt da sáng như ngọc xinh đẹp xúc động lòng người dạ nam tình đi đến trước mặt diệp quang nàng mở lòng bàn tay ra tháp nhỏ tung bay đến trước mặt diệp quang diệp quang cười nói nam tình cô nương không nghiên cứu nhiều thêm một chút sao dạ nam tình khẽ lắc đầu không nói gì diệp quang cười cười thu hồi tháp nhỏ dạ nam tình nói giúp ta một chuyện diệp quang gật đầu Ngươi nói đi. Dạ nam tình nhìn chầm chầm Diệp Quang. Ngươi cũng không hỏi là giúp cái gì sao? Diệp Quang hỏi. Giúp cái gì? Dạ nam tình sau khi nhìn chầm chầm Diệp Quang một lúc lâu, lắc đầu cười một tiếng. Cái tên nhà ngươi, có đôi khi thông minh vô song, có đôi khi lại ngây ngốc, cũng không biết, ngươi là cố ý, hay là... Nói đến đây, nhìn thấy nụ cười của nam tử trước mắt lạnh dần, nàng lập tức ngừng lại. Diệp Quang suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói. Nam tình cô nương, từ lúc ta biết ngươi, ta liền đã nói qua với ngươi mục đích của ta, ta đối với cô nương, vẫn luôn là đối đãi thẳng thắn, chưa bao giờ giấu giếm qua cái gì. Mà lời nam tình cô nương vừa mới nói, hiển nhiên là cho rằng ta đang ngụy trang cái gì. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu. Nam tình cô nương, tha thứ cho ta nói thẳng, ta bây giờ mặc dù thân hãm nguy cảnh, nhưng cũng sẽ không đi làm những sự tình vi phạm bản tâm kia, càng sẽ không làm thủ đoạn gì đối với nam tình cô nương. Sở dĩ đáp ứng giúp ngươi một chút, cũng là bởi vì chuyện thông gia này có chút thua thiệt đối với cô nương, bởi vậy mới đáp ứng sản khoái như vậy, chẳng qua là không ngờ tới, nam tình cô nương lại cho là ta có tâm cơ, thôi, nhiều lời cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Có đôi khi, người liền không thể quá tốt, người quá tốt, đối phương ngược lại sẽ cảm giác đó là chuyện đương nhiên đồng thời cho rằng ngươi đang mưu đồ cái gì thiện lương cùng với nhân từ đều hẳn là phải có chút sắc bén nhìn thấy diệp quang phẩy tay áo bỏ đi dạ nam tình hơi ngẩn ra lúc muốn nói điều gì diệp quang đã tan biến ở phía xa dạ nam tình sau khi yên lặng một lúc lâu nói khẽ ta cũng không có nói ngươi cái gì diệp quang đi tới vĩnh dạ điện biết được diệp quang đến dạ quân đang thương lượng sự tình cùng với vài vị giới chủ lập tức ngừng lại đồng thời để vài vị giới chủ lui xuống trong điện chỉ còn diệp quang cùng với dạ quân dạ quân nói ta nghe tiền bối nói các ngươi mấy ngày nữa liền sẽ đi diệp quang gật đầu đúng thế dạ quân hơi nghi hoặc một chút vì sao gấp như vậy diệp quang nói không thể để cho chiến trường xảy ra tại vĩnh dạ đế quốc dạ quân yên lặng xác thực nếu như khai chiến tại vĩnh dạ đế quốc vậy sẽ tạo thành phá hư tính hủy diệt đối với vĩnh dạ đế quốc phải biết đám người kia đều là quái vật cổ lão từng người đều có thực lực kinh khủng hủy thiên diệt địa nếu như thật sự khai chiến tại vĩnh dạ đế quốc đủ để hủy đi toàn bộ vĩnh dạ đế quốc diệp quan lại nói tiền bối nội bộ vĩnh dạ đế quốc dạ quân nói cơ bản đã không có vấn đề Diệp Quang khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi." Dạ Quân đột nhiên nói. "Ngươi cùng với Nam Tình." Diệp Quang mỉm cười nói. "Vẫn tốt. Vẫn tốt." Trong lòng của Dạ Quân trầm xuống. Diệp Quang cũng không nói gì nữa, sau khi ôm quyền, quay người rời đi. Vừa đi ra Vĩnh Dạ điện, hắn chính là gặp Dạ Nam Tình, Diệp Quang bình tĩnh nói. "Nam Tình cô nương có việc?" Dạ Nam Tình khẽ gật đầu. Diệp công tử, ta muốn ngươi giúp ta một chút. Diệp Quang lắc đầu. Không rảnh. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dạ nam tình hơi ngẩn ra, thân hình nàng lập tức trung lên, trực tiếp ngăn ở trước mặt Diệp Quang, nàng nhìn chầm chầm hai mắt của Diệp Quang. Diệp Quang cũng nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Diệp Quang bình tĩnh như nước. Cuối cùng, dạ nam tình nói. Chuyện lúc trước là ta sai. Diệp Quang lại vẫn không có nói chuyện. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quang. Ta đã nói xin lỗi. Diệp Quang gật đầu. Ta nghe được, Nam Tình cô nương còn có chuyện gì khác không? Dạ Nam Tình nói. Hy vọng ngươi giúp một chút. Diệp Quang nói. Ta có chỗ tốt gì? Dạ Nam Tình lập tức sửng sốt. Chỗ tốt? Nàng không nghĩ tới nam tử trước mắt vậy mà lại đòi hỏi chỗ tốt. Từ khi quen biết đến nay, nam nhân này đối với nàng đều là phi thường thân thiện, mặc kệ là cho nàng công pháp hay là huyết mạch, hay là mượn tháp nhỏ trước đó, nam nhân này cũng đều chưa từng nói nửa chữ không. Mà vào giờ khắc này, nàng lại không ngờ được, nam nhân này vậy mà hỏi nàng có chỗ tốt gì. Dạ nam tình nhìn Diệp Quang trước mặt, nàng biết, nam nhân này sở dĩ nói như vậy là bởi vì tức giận trước đó. Diệp Quang bình tĩnh nói, không có chỗ tốt, ta sẽ không làm dạ nam tình có chút tức giận nói ta đều đã nói xin lỗi ngươi diệp quang lắc đầu nam tình cô nương nếu không nói ta đây liền cáo từ trước nói xong hắn quay người rời đi dạ nam tình nhìn diệp quang nói đi là đi nàng chậm rãi nắm chặt hai tay lại nàng có thể cảm nhận được thái độ của nam nhân này đối với nàng đã phát sinh chuyển biến ngay từ lúc đầu hắn là hiền lành chiếu cố đủ loại tâm tình của nàng Sợ nàng bởi vì thông gia có ý nghĩ gì không tốt, có thể nói, nàng có chỗ cầu, tất có ứng, không có cầu, hắn cũng sẽ chủ động cho. Nhưng vào giờ phút này, nam nhân này đã hoàn toàn không quan tâm bất kỳ ý tưởng gì của nàng. Chỉ vì câu nói kia. Trong lòng Dạ Nam tình đột nhiên bay lên một tia hối hận, hiện tại nghĩ kỹ lại, nam nhân này từ lúc quen biết đến bây giờ, đối với nàng đều là không có ba hoa. Hai người bọn họ thành thân là bởi vì lợi ích thông gia. Nhưng nam nhân này đối với nàng cũng không có ý xấu, cũng không có mục đích gì, mà câu nói kia của chính mình xem ra đã khiến cho nam nhân này có chút lòng nguội lạnh. Nghĩ đến đây, Dạ Nam tình thấp giọng thở dài, chính mình dường như có chút quá mức. Chẳng qua, chính mình sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, cũng là bởi vì vị chủ nhân đại đạo bút kia, nhưng hiện tại xem ra, nam nhân này cũng không biết ý đồ chân chính của vị chủ nhân đại đạo bút kia. Suy nghĩ lộn xộn một cổ cảm giác sốt ruột lập tức trào ra từ sâu trong nội tâm của nàng. Kẻ nhỏ mọn này. Dạ nam tình có chút tức giận nói một câu, sau đó quay người rời đi. Diệp Quang cũng không trở về phòng cưới kia, hắn hiện tại xác thực không quá muốn gặp dạ nam tình, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Diệp Quang sau khi tiến vào tháp nhỏ, hắn đi đến trước mặt Ngao Thiên Thiên, vào giờ phút này, khí tức của Ngao Thiên Thiên đã hoàn toàn tan biến, cả người tựa như hòa thành một thể với thiên địa. Thực lực của hắn bây giờ, vận mệnh đại đế bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, cho dù là loại cường giả cấp bậc như vĩnh sinh đại đế, hắn cũng không sợ chút nào. Mà nếu dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên sau khi tăng lên, như vậy thực lực của hắn. Không thể không nói, hắn hiện tại có chút mong đợi. Vợ chồng dung hợp, giao thủ với cha già cũng có thể vượt qua hai chiêu nhỉ. Diệp Quang lắc đầu cười một tiếng, quay người rời khỏi tháp nhỏ, mà vừa rời khỏi tháp nhỏ, dạ nam tình liền là xuất hiện ở trước mặt hắn diệp quang hơi sững sờ tại sao lại tới dạ nam tình nhìn diệp quang không nói gì diệp quang nhìn thoáng qua dạ nam tình hơi nghi hoặc một chút nữ nhân này là muốn làm gì dạ nam tình nói đi với ta một chỗ diệp quang đang muốn nói chuyện dạ nam tình lại là trực tiếp vung tay phải lên sau một khắc nàng cùng với diệp quang trực tiếp tan biến ở tại chỗ vào lúc hai người xuất hiện một lần nữa đã đi tới bên trong tuế nguyệt trường hà diệp quang nhìn về phía nữ tử bên cạnh trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ ở trong nháy mắt vừa rồi hắn thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng đều không có mẹ nó nữ nhân này đang giả heo ăn thịt hổ dạ nam tình mở lòng bàn tay ra cho ta mượn tháp nhỏ một chút diệp quang không nói gì dạ nam tình biết người này ăn mềm không ăn cứng ngay lập tức ôm nhu nói Chớ có tức giận, câu ta nói trước đó là vô ý, cũng không có ý tứ gì khác." Diệp Quang nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình, sau đó mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ chậm rãi bay tới trước mặt Dạ Nam Tình. Nhìn Diệp Quang đưa tháp nhỏ, trong lòng Dạ Nam Tình lập tức có chút phức tạp, cái tên này thật sự không biết tháp này trân quý cỡ nào sao? Nàng lúc mới đầu cũng đều đồng ý niệm cướp đi. Nhưng khi nghĩ tới cái tên này không có chút do dự nào liền đưa cho nàng, ý niệm kia chính là giảm đi. Dạ nam tình thu hồi suy nghĩ, nàng tịnh chỉ một điểm ở bên trên tháp nhỏ, tháp nhỏ khẽ rung lên, từng cỗ lực lượng thần bí tuôn ra từ trong tháp nhỏ, cuối cùng tụ hợp vào bên trong tuế nguyệt trường hà. Diệp quan ở một bên nhìn có chút không hiểu. Nam tình cô nương, đây là... Vẻ mặt của dạ nam tình có chút ngưng trọng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đại đạo trong tháp này, thật sự có thể trấn áp đại đạo này, không chỉ có thể trấn áp, còn có thể thôn vệ, nếu như dung hợp cùng với tháp này, chẳng khác nào thân có một loại đại đạo hoàn toàn mới, một khi triệt để trưởng khống, chẳng khác nào là trực tiếp đi đến trưởng đạo trọng. Yếu nhất chính là, có thể sớm để cho ta khôi phục thực lực, mà nếu như lấy đại đạo này làm cơ sở, nói không chừng có thể làm cho ta trực tiếp nhảy ra đại đạo. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng lấp lánh, ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một tia tham niệm. Lúc này, Diệp Quang đột nhiên nói, thứ này có trợ giúp đối với ngươi. Dạ nam tình nhìn về phía Diệp Quang, gật đầu. Diệp Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy ngươi có thể dùng để tu luyện. Dạ nam tình nhìn chầm chầm Diệp Quang. Thật sao? Diệp Quang gật đầu. Thật. Dạ nam tình chăm chú nhìn Diệp Quang. Nếu như ta tu luyện, vậy công năng nghịch chuyển thời gian của tháp này có khả năng liền sẽ tan biến như thế, ngươi có nguyện ý không? Diệp Quang hơi kinh ngạc. Công năng nghịch chuyển thời gian sẽ tan biến. Dạ Nam Tình gật đầu. Diệp Quang trầm giọng nói: "Tháp gia sẽ có việc gì không?" Dạ Nam Tình lắc đầu. "Sẽ không." Diệp Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Vậy ngươi tu luyện đi." Công năng nghịch chuyển thời gian hết sức trân quý, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là không tệ, dù sao cô cô vẫn còn, cha già cũng vẫn còn ông nội cũng còn chân tỷ cũng còn lần sau gặp được bọn họ nhờ bọn họ làm lại là được dạ nam tình nhìn diệp quang ngươi thật sự đồng ý diệp quang gật đầu ngươi tu luyện đi dạ nam tình đi đến trước mặt diệp quang ngươi biết thứ này trân quý cỡ nào không diệp quang gật đầu biết dạ nam tình nghi hoặc vậy ngươi còn cho ta diệp quang có chút không vui Nam tình cô nương, ngươi dài dòng như vậy làm cái gì? Muốn tu luyện liền tranh thủ thời gian tu luyện đi. Dạ nam tình nhìn chầm chầm diệp quang nửa ngày, vào lúc nhìn thấy nam nhân này không có chút giả vờ nào, vẻ mặt của nàng lập tức trở nên phức tạp, một tia tham niệm trong lòng kia cũng là dần dần nhạt đi, lắc đầu thở dài. Ngươi giống như đứa con trai ngu ngốc của nhà địa chủ vậy. Diệp quang, đứa con trai ngu ngốc của nhà địa chủ, cái quái gì đây? Mặt diệp quang đen lại hắn đang muốn nói chuyện dạ nam tình lại là trả tháp nhỏ lại cho hắn diệp quang có chút không hiểu ngươi dạ nam tình lắc đầu tháp này của ngươi hết sức trân quý chớ có tùy tiện cho người ngoài thấy diệp quang nói ngươi không tu luyện sao dạ nam tình nhìn chằm chằm diệp quang không thể diệp quang do dự một chút sau đó nói vì sao dạ nam tình bình tĩnh nói không muốn chiếm tiện nghi của ngươi tháp nhỏ có lực hấp dẫn cực lớn đối với nàng nhưng nàng vẫn là có điểm mấu chốt diệp quang nhìn thoáng qua dạ nam tình sau đó nói nam tình cô nương không phải người bình thường đúng không dạ nam tình đang muốn nói chuyện đúng lúc này tuế miệt trường hà nơi xa đột nhiên sôi trào lên ngay sau đó một cổ uy áp mạnh mẽ kinh khủng cuốn tới diệp quang liền nói ngay chúng ta đi thôi Nói xong, hắn mang theo dạ nam tình liền muốn rời khỏi tuế nguyệt trường hà. Hắn cũng không muốn bị hội đồng. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại kinh hãi phát hiện ra, bốn phía đã bị một cổ lực lượng thần bí phong tỏa. Không ra được. Nghĩ đến đây, Diệp Quang mở lòng bàn tay ra, thiên viên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nếu không ra được, vậy liền làm đi. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện hơn 10 người, toàn bộ đều là tuế nguyệt nghịch hành giả, mà cầm đầu chính là vị nhạc trần trước đó kia. Mà ở bên cạnh nhạc trần, còn có thiếu niên áo trắng kia. Thiếu niên áo trắng nhìn Diệp Quang, ánh mắt lạnh lùng. Nhạc trần nhìn Diệp Quang, cười khẽ. Nếu như ngươi một mực ở vĩnh giả đế quốc, ta tạm thời thật đúng là không có biện pháp gì bắt ngươi, nhưng không ngờ tới, ngươi vậy mà lại chủ động tiến vào tuế nguyệt trường hà. Cũng rất tốt, bớt đi rất nhiều sự tình. Diệp Quang nhìn thoáng qua đám người nhạc trần. Đơn đấu. Nhạc Trần bình tĩnh nói. Được. Nói xong, khóe miệng của gã hơi nhếch lên. Chúng ta một đám đơn đấu với một mình ngươi. Vẻ mặt của Diệp Quang đen lại, đám gia hỏa này thế mà không nói võ đức. Nhạc Trần không tiếp tục nói nhảm, gã đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng tan biến ở tại chỗ, trong nháy mắt, một cổ khí tức kinh khủng trực tiếp vọt tới trước mặt hai người Diệp Quang. Mà ngay vào lúc Diệp Quang muốn xuất thủ, dạ nam tình đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Theo một tiếng đổ vang đinh tai nhức ốc vang lên, vị nhạc trần kia trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng bên ngoài. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp quan nhìn về phía dạ nam tình bên cạnh, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, hắn biết nữ nhân này có khả năng che giấu thực lực, nhưng hắn không nghĩ tới, thực lực của nữ nhân này cư nhiên khủng bố như thế. Dạ nam tình mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, ta mang ngươi tới nơi này, tự nhiên là sẽ mang ngươi trở về. Diệp Quang do dự một chút, sau đó nói. Được. Lúc này cũng không cần xính cường. Hắn thật sự đánh không lại một đám người. Dạ Nam tình nhìn thoáng qua Diệp Quang, sau đó nói. Đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quang quay người đi về phía một bên. Mà đúng lúc này, vị nhạc trần ở nơi xa kia đột nhiên nói. Có chút nhìn lầm. Ánh mắt của gã gắt gao nhìn chầm chầm dạ nam tình xa xa, gã vào giờ phút này, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, bởi vì gã không nghĩ tới, thực lực của nữ nhân này vậy mà mạnh như thế. Dạ nam tình nhìn thoáng qua nhạc trần, không nói gì, mang theo dịp quan liền muốn rời khỏi, nhạc trần đột nhiên nói. Dết! Thanh âm rơi xuống, gã trực tiếp mang theo cả đám vọt về phía dịp quan. Dạ nam tình cao mày, trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh, nàng đột nhiên quay người phất tay áo vung lên, chín luồng ánh sáng màu sắc không đồng đều bộc phát ra. Oanh! Trong chớp mắt, đám người nhạc trần trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà mấy người cầm đầu càng là vẫn lạc tại chỗ, hài cốt không còn. Khí tức do lực lượng cường đại phát ra càng là làm cho toàn bộ tuế nguyệt trường hà sôi trào lên. Diệp Quang nhìn thoáng qua dạ nam tình bên cạnh, trong lòng chấn kinh, thực lực của nữ nhân này khủng bố như vậy. Ở nơi xa, Nhạc Trần cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, gã đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Dạ Nam Tình đột nhiên đưa tay cắt không một túng. Oanh. Một bàn tay vô hình trực tiếp bóp cổ họng Nhạc Trần, Nhạc Trần bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi là? Tay phải của Dạ Nam Tình đột nhiên dùng sức. Oanh. Thân thể của Nhạc Trần trực tiếp vỡ vụn, sau đó bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những tuế miệt nghịch hành giả đó kịch biến trong nháy mắt dùng dập thối lui về sau dạ nam tình cũng không có đuổi theo mà là mang theo diệp quang tan biến ngay tại chỗ trong phòng diệp quang cùng với dạ nam tình ngồi đối diện nhau dạ nam tình nhìn thoáng qua diệp quang nhìn chằm chằm vào chính mình bình tĩnh nói ngươi muốn nhìn bao lâu diệp quang lắc đầu cười một tiếng nam tình cô nương không ngờ tới ngươi mạnh như vậy dạ nam tình cầm lấy chén trà trước mặt nhẹ nhàng uống một hớp không nói gì diệp quang cười khổ trước đó còn nói muốn trợ giúp ngươi mạnh lên bây giờ nghĩ lại thật sự có chút xấu hổ dạ nam tình sau khi trầm ngâm một lát nói không nói cho ngươi thực lực của ta là bởi vì ngươi không hỏi ta diệp quang giật giật khóe miệng ngươi đúng là biết nói chuyện kiểu nói này ngược lại là kiểu nói của ta dạ nam tình nói thực lực của những tuế nguyệt nghịch hành giả đó đều không đơn giản một mình ngươi không có cách nào đối phó diệp quang gật đầu chủ nhân đại đạo bút đã đi tìm viện trợ chủ nhân đại đạo bút nghe được cái tên này dạ nam tình cao mày bắt được một màn này diệp quang nói ngươi cùng với chủ nhân đại đạo bút có ân oán dạ nam tình nhìn hắn một cái không nói gì diệp quang cao mày hắn suy nghĩ một chút dường như nghĩ đến cái gì hắn đột nhiên ngồi dậy. Chủ nhân đại đạo bút để cho ta thông gia cùng với vĩnh giả đế quốc, mục đích thực sự của y cũng không phải là vĩnh giả đế quốc, mà là ngươi, y là muốn buộc ta và ngươi lại một chỗ. Dạ nam tình cầm lấy chén trà uống một hớp một lần nữa, không nói gì. Nhìn thấy dạ nam tình ngầm thừa nhận, vẻ mặt của Diệp Quang lập tức trầm xuống, mẹ nó, tên điêu mau này cũng quá biết tính toán đi. Dạ nam tình nói, y cũng không biết trí nhớ của ta đã khôi phục bảy tám phần, bằng không, y không dám làm như vậy, có điều, tâm tư kỵ dị cũng nên tru diệt, nếu như trí nhớ của ta không có khôi phục, cùng với ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quang, không nói gì. Diệp Quang trầm giọng nói, y là muốn thừa dịp trí nhớ của ngươi chưa có khôi phục, muốn khiến cho ta và ngươi gạo nấu thành cơm, đúng không? Dạ nam tình gật đầu. Diệp Quang cười khổ, chủ nhân đại đạo bút này biết chơi. Dạ nam tình nói. Những tuế nguyệt nghịch hành giả đó sẽ không bỏ qua, ngươi có tính toán gì? Diệp quan trầm giọng nói. Chiến. Dạ nam tình khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp quan đột nhiên nói. Nam tình cô nương, ngươi vừa nói trí nhớ của ngươi đã khôi phục, ngươi là người chuyển thế trùng sinh. Dạ nam tình gật đầu. Diệp quan có chút hiếu kỳ. Vậy ngươi kiếp trước là? vừa rồi vị nhạc trần kia trước khi chết dường như nhận ra thân phận của dạ nam tình mà đối phương lúc ấy là phi thường hoảng sợ bởi vậy nữ nhân trước mắt này khẳng định không phải một nhân vật đơn giản gì dạ nam tình nhìn thoáng qua diệp quang không có trả lời vấn đề này của diệp quang diệp quang thức thời cũng không hỏi nữa dường như nghĩ đến cái gì hắn lắc đầu cười một tiếng ta xác thực không biết mục đích của y nếu như biết nói đến đây hắn không tiếp tục nói dạ nam tình nhìn diệp quang nếu như biết sẽ làm gì diệp quang trầm giọng nói nếu như biết đương nhiên sẽ không như thế chẳng qua y chung quy là bởi vì ta mới có thể tính toán như thế nói đến đều là vấn đề của ta hắn cũng không có oán trách chủ nhân đại đạo bút dù sao đối phương là muốn tìm giúp đỡ cho hắn chẳng qua loại chuyện này tự nhiên không thể có lần sau hai người mong muốn hợp tác lâu dài vẫn là phải bớt dạng tính toán này Dạ Nam Tình nói. Sự tình vũ trụ kiếp này, ta cũng biết một chút, hành vi của ngươi cùng với vị chân thần kia, không thể nghi ngờ là nghịch thiên mà đi, bởi vì theo ta được biết, vũ trụ kiếp bùng nổ, thế không thể đỡ, các ngươi. Diệp Quang gật đầu. Ta biết, ta cần một khoảng thời gian. Dạ Nam Tình nhìn chầm chầm Diệp Quang. Thời gian. Diệp Quang khẽ gật đầu. Nếu như vũ trụ kiếp hiện tại bùng nổ, sinh linh toàn vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. khi đó ác đạo cùng với những tuế nguyệt nghịch hành giả ủng hộ nàng kia là sẽ trở thành sinh linh duy nhất trong vùng vũ trụ này. dạ nam tình nói lấy thực lực của các ngươi, các ngươi nếu như không ngăn cản cũng có thể sinh tồn. đây là đang khuyên bảo. diệp quan biết dạ nam tình có ý tốt, ngay lập tức cười nói nam tình cô nương ý tứ của người ta tự nhiên hiểu rõ, chẳng qua là Ta cùng với chân tỷ nếu như không ngăn cản, chúng sinh chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ đều sẽ diệt vong. Nói thật ra, ta mặc dù không phải thánh nhân gì, nhưng ta là vương quan huyền vũ trụ, ta có trách nhiệm thủ hộ người của ta. Dạ nam tình nhìn diệp quang. Nếu như bỏ qua, thực lực của ngươi sẽ trở nên mạnh hơn, bởi vì ta có thể cảm giác được trên người ngươi có quá nhiều ràng buộc, những ràng buộc này bất lợi đối với kiếm đạo của ngươi. Diệp quang hỏi tu thần tính dạ nam tình gật đầu diệp quan mỉm cười nói tu thần tính quá cô độc cho nên ta vẫn là ưa thích nhân tính nhiều hơn dạ nam tình nói ngươi biết những tuế nguyệt nghịch hành giả đó vì sao muốn đưa ngươi vào chỗ chết không không đợi diệp quan trả lời nàng lại nói bởi vì tuổi thọ của bọn hắn sắp hết trật tự của chân thần trợ giúp thiện đạo áp chế chúng sinh trừ phi siêu thoát đại đạo bằng không tuổi thọ của người nào cũng đều sẽ có một cái điểm cuối cùng sau đó bụi về với bụi đất về với đất bọn hắn sở dĩ sẽ rơi vào tình trạng như thế cũng là bởi vì thực lực không đủ nói đến đây nàng khẽ lắc đầu chuyện đáng sợ nhất trên thế giới là cái gì không phải là tử vong mà là ngươi biết tử kỳ của mình nếu giống như người bình thường không biết mình khi nào sẽ chết một ngày nào đó đột nhiên chết đi cũng không cảm thấy gì nhưng ngươi biết rất rõ ràng chính mình lúc nào sẽ chết, thử hỏi thế gian lại có bao nhiêu người có thể đủ thực sự nhìn rõ sinh tử? Diệp Quang yên lặng. Dạ Nam Tình tiếp tục nói. Hơn nữa bọn hắn còn không phải chân chính tuyệt vọng, bọn hắn còn có thể thấy hy vọng. Thế nhưng hiện tại trật tự của chân thần trực tiếp phong kính hy vọng của bọn hắn, ngươi nói xem bọn hắn sẽ làm gì? Khẳng định là hận không thể thịt ăn các ngươi, gặm xương các ngươi diệp quang đột nhiên nói nam tình ngươi có thể giúp ta không dạ nam tình lập tức sửng sốt nàng rất bất ngờ vô cùng vô cùng ngoài ý muốn bởi vì ở dưới cái nhìn của nàng diệp quang chắc chắn sẽ không đề ra loại yêu cầu này bởi vì chuyện này có chút ép buộc mà tính cách của nam nhân trước mắt này là thuộc về loại người không thích phiền toái người khác kia phải nói người bình thường đều sẽ không đề ra loại yêu cầu này dù sao quan hệ của hai người cũng không phải rất quen thế nhưng hắn đề ra dạ nam tình yên lặng không nói một câu đột nhiên này của diệp quang ngược lại khiến cho nàng có chút không biết nên trả lời như thế nào cự tuyệt chẳng biết tại sao nhìn ánh mắt chân thành và đầy hy vọng của nam tử trước mắt nếu cự tuyệt có chút nói không nên lời nhìn thấy dạ nam tình yên lặng diệp quang lại nói tình cảnh hiện tại của ta xác thực không tốt lắm nếu như ngươi thuận tiện có thể giúp ta một tay không sau khi biết thực lực khủng bố của dạ nam tình hắn sau khi do dự vùng vẫy cuối cùng vẫn quyết định lôi kéo nữ tử trước mắt thực lực của nữ nhân này khủng bố như thế nếu như có thể đứng ở phía bên mình vậy đối với phía bên hắn khẳng định là có chỗ tốt to lớn trọng yếu nhất chính là hắn sợ nữ nhân này bị quá khứ tông lôi kéo qua mà nếu như muốn lôi kéo người vậy thì phải từ bỏ cái mặt này Điều này giống như làm ăn ở thế tục, nhiều khi chỉ có thể không biết xấu hổ, nếu xấu hổ thì có khi chết đói. Người không biết xấu hổ, vô địch. Nghe được Diệp Quang, Dạ Nam Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rất bình tĩnh, không nói gì. Diệp Quang cân nhắc một chút ngôn từ, sau đó nói: "Nam Tình cô nương." Dạ Nam Tình đột nhiên nói: "Ta có chỗ tốt gì?" Diệp Quang hơi ngẩn ra, lập tức mừng rỡ nam tình cô nương ngươi nguyện ý tương trợ dạ nam tình nhìn diệp quang ta có chỗ tốt gì diệp quang nhếch miệng cười một tiếng không nói lời nào dạ nam tình cao mày ngươi cười cái gì diệp quang vẫn không có nói chuyện hắn biết nữ tử trước mắt nói câu này là vì trả thù hắn lúc trước nhìn thấy vẻ mặt của diệp quang dạ nam tình khẽ lắc đầu nam nhân này là nhìn ra ý đồ của nàng chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng trái lại cũng là có chút vui vẻ nếu như nam nhân này thật sự cho nàng chỗ tốt cảm thấy nàng nếu thật sự muốn chỗ tốt mới trợ giúp như vậy liền không có ý nghĩa gì lúc này diệp quang nói nam tình cô nương ngươi biết quá khứ tông không dạ nam tình thu hồi suy nghĩ khẽ gật đầu biết một chút diệp quang hỏi đây là dạng tông môn gì dạ nam tình nhìn thoáng qua diệp quang rất mạnh rất mạnh. Diệp Quang trầm giọng nói: "Ta nghe chủ nhân Đại Đạo bút nói qua, vị tông chủ quá khứ tông kia đã từng đồ sát một thời đại, là thật." Tông chủ quá khứ tông. Dạ Nam Tình sau khi yên lặng một lúc lâu, gật đầu. "Đúng vậy." Diệp Quang nhìn Dạ Nam Tình. "Ngươi biết nàng không?" Dạ Nam Tình gật đầu. "Nhận biết." Diệp Quang hơi ngẩn ra. Dạ Nam Tình lại nói: còn có chút quen mẹ nó diệp quang lập tức trợn to con mắt có chút khó có thể tin có chút quen dạ nam tình gật đầu ừm vẻ mặt của diệp quang lập tức trở nên cổ quái trước đó từng nghe nữ tử trước mắt nói nàng là người chuyển thế chẳng lẽ cũng không đúng diệp quang phủ định ý nghĩ trong đầu của chính mình kia sau đó hỏi có thể gặp nàng một chút không dạ nam tình gật đầu có thể nói đến đây nàng nhìn thoáng qua diệp quang cười nói thế nào ngươi muốn nói chuyện với nàng diệp quang gật đầu bắt giặc trước bắt vua nếu như có thể giải quyết lão đại của địch nhân đương nhiên chuyện này không quá hiện thực chẳng qua hắn vẫn là muốn thử một chút dạ nam tình lắc đầu nàng sẽ không nói chuyện với ngươi diệp quang trầm giọng nói vấn đề thực lực Dạ Nam Tình nói. Ngoại trừ vấn đề thực lực, còn có một nguyên nhân, đó chính là, nàng cần chính là một cái thế giới không có trật tự, mà mục đích của ngươi cùng với chủ nhân đại đạo bút là muốn thành lập một cái thế giới có trật tự, loại mâu thuẫn giữa các ngươi này, là khó giải. Diệp Quang im lặng không nói. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quang, sau đó nói. Ngươi tiếp theo có tính toán gì? Diệp Quang nói. Chống cự tuế nguyệt nghịch hành giả, tăng cao thực lực dạ nam tình sau khi yên lặng một lúc lâu nói ngươi cùng với chủ nhân đại đạo bút đối với thực lực của những tuế nguyệt nghịch hành giả đó khả năng đã đánh giá thấp nghiêm trọng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha